Rồi, đến hôm nay thì thấm nốt hai bài cuối này. Cái thứ hai bài cuối, bài số 18 và 19 thì nó cũng là nối tiếp bài số 17. Bài số 17 hôm trước học thì là về chứng khoán hóa đúng không? ABS. Cái thứ bài số 17 thì có nói qua về một cái mô hình, một cái sơ đồ về một cái công ty nào đó. Họ cho khách hàng mua trả góp ô tô chẳng hạn. Đấy, một cái sản phẩm gì đấy. Xong rồi những cái khoản gọi là phải thu khách hàng, cái khoản loan thì công ty đó họ sẽ chuyển sang một cái SPE. Cái SPE sẽ dùng cái đống loan đấy làm tài sản bảo đảm để phát hành ra những loại chứng khoán gọi là ABS. Đấy, thì cái mô hình là như vậy này. Xong rồi sau đó thì cũng có miêu tả qua một số đặc điểm, vai trò các bên ấy. Đấy, thì có một cái keyword khá là quan trọng ở phần này, đấy là bankruptcy remote. Hôm trước cũng có nhấn mạnh đến ấy. Đấy, có nghĩa là cái tình trạng phá sản, vỡ nợ của công ty mẹ là cái thằng gọi là original issuer hay là seller thì sẽ không ảnh hưởng tới cái đống tài sản bảo đảm ở trong cái SPE. Đấy, chủ nợ của cái thằng issuer ban đầu là không được phép đòi tiền từ cái đống loan mà đã chuyển sang cái bên SPE. Đấy, xong sau đó thì có một cái phần ở cuối bài số 17 thì là nói tới những cái lợi ích của chứng khoán hóa. Đấy, thì có ba lợi ích chính là cho ba nhóm ấy, cho bên phát hành, cho bên đầu tư và cho thị trường nói chung. Đấy, thì phần này cũng chỉ biết qua qua thôi, cũng không quá là quan trọng. Thế sang bài số 18 và 19. Thế trước khi bắt đầu hai bài này thì mình muốn vẽ cho mọi người qua một cái sơ đồ như thế này để giúp mọi người dễ hệ thống hóa hơn. Tại vì hai bài 18 và 19 ấy sẽ nói về những cái thứ nó khá là giống nhau. Đấy, thế nếu bạn chỉ đọc sách thôi thì không biết mọi người như thế nào nhá, nhưng hồi xưa mình đọc thì ban đầu mình cũng khá là lẫn. Không biết tại sao cái này và cái kia nghe nó rất giống nhau nhưng tại sao họ lại gọi tên khác nhau, xong nó lại hai phần khác nhau ấy. Kiểu như vậy. Thế sau đấy mình cũng có tìm hiểu, đọc Google thêm thì cũng thấy rõ ra hơn một chút. Nên là đấy, giờ thì sẽ tổng quan lại cho mọi người để mọi người dễ học hơn này. Thì nhá, ba bài cuối 17, 18, 19 ấy thì mình học về ABS. Rồi. Thì ABS ấy thì có thể chia ra làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất họ gọi là MBS. Thì MBS, Mortgage Backed Securities, là những cái loại chứng khoán mà tài sản bảo đảm là những cái khoản cho vay bất động sản. Đấy, cái chữ M là mortgage, mortgage là viết tắt của mortgage loan ấy. Đấy là cho vay bất động sản, thì cho vay để mua nhà cửa các thứ ấy. Đấy, qua nhóm thứ hai thì họ gọi là non mortgage ABS, tức là những cái loại ABS mà cái tài sản bảo đảm nó không phải là các khoản cho vay bất động sản. Đấy, thì lý do mà họ lại tách làm hai nhóm như này ấy, là bởi vì là hồi xưa lúc khởi nguồn của cái sản phẩm như thế này ấy, thì những cái ABS đầu tiên thì nó là MBS. Đấy, xong rồi sau đó thì họ mới phát triển ra các sản phẩm phức tạp hơn thì mới dùng những cái tài sản bảo đảm khác mà không phải là các khoản cho vay bất động sản. Đấy, nên là cái MBS nó là cái ban đầu, cái gốc ấy. Sau đó mới sinh ra cái nhóm là Non-Mortgage ABS. Thế đi vào cụ thể hơn nhá. Thì trong nhóm MBS ấy, thì sẽ có hai cái. Một cái họ gọi là RMBS. Cái chữ R ấy là viết tắt của Residential. Thế, Residential Mortgage Backed Securities có nghĩa là những cái khoản cho vay bất động sản mà dùng để bảo đảm cho cái loại chứng khoán này ấy, là các cái loại khoản cho vay bất động sản nhà ở. Đấy, như kiểu là vay tiền để mua nhà để ở ấy. Đấy, bất động sản nhà ở Residential thì là RMBS. Còn cái loại thứ hai gọi là CMBS. Thì CMBS thì cái chữ C là viết tắt của Commercial. Đấy, Commercial có nghĩa là bây giờ cái những cái khoản cho vay bất động sản mà dùng làm tài sản bảo đảm ấy là những cái khoản cho vay bất động sản thương mại. Thì bất động sản thương mại ở đây là những cái thứ như kiểu là các cái văn phòng, xong rồi khách sạn, đấy, xong rồi nhà kho, các tòa chung cư ấy, kiểu như vậy. Tức khi mà ví dụ người ta đầu tư nhá, có thể có một bên nào đấy họ mua lại những cái bất động sản thương mại như vậy, hoặc là họ tái cấp vốn, hoặc là họ phát triển những cái mảnh đất, những cái bất động sản đó lên ấy, thì họ đi vay tiền. Đấy, thì cái khoản vay đó thì sẽ dùng những cái bất động sản thương mại đó làm tài sản bảo đảm luôn ấy. Đấy, thì cái khoản như vậy họ gọi là Commercial Mortgage Loan. Đấy, thì những cái CMBS là những cái loại chứng khoán mà cái tài sản bảo đảm là những cái khoản Commercial Loan, là những khoản cho vay mà tài sản bảo đảm là những cái bất động sản thương mại.
Thế sang tới cái phần non mortgage ABS nhá, thì cái này thì nó cũng có mấy thứ linh tinh. Thì trong sách họ có ví dụ về hai ba cái gì đấy. Họ có nói về một cái nó gọi là auto loans này, auto ABS. Thì chữ auto ở đây là viết tắt của automobile ấy, tức là kiểu ô tô ấy. Thế đây là những cái khoản, những cái loại chứng khoán mà được đảm bảo bởi những cái khoản cho vay để mua ô tô. Tại sao cũng có một cái nó gọi là credit card receivable ABS hả? Thì những cái này là những cái loại chứng khoán mà tài sản bảo đảm là những cái khoản cho vay thẻ tín dụng ấy. Thế các ngân hàng thì họ cho khách hàng vay tín dụng đúng không? Sử dụng thẻ tín dụng thì họ cũng gom cái đống loan đấy, cái đống gọi là credit card receivable, cái khoản phải thu từ khách hàng từ việc cho khách hàng vay tín dụng ấy, để cũng gom lại thành một đống tài sản bảo đảm, xong rồi lại phát hành ra ABS từ đống tài sản bảo đảm đấy, thì họ gọi là credit card receivable ABS. Xong rồi gần đây thì họ có bổ sung thêm một cái sản phẩm nữa ở trong sách của CFL 1 ấy, nó có một cái nó gọi là solar ABS. Thì solar ABS là những cái loại chứng khoán mà được bảo đảm bởi những cái khoản cho vay mà dùng để lắp đặt những cái thiết bị năng lượng mặt trời. Thế nhưng cái này là những cái sản phẩm khá là mới. Thế thì họ cũng mới cho thêm vào. Thế lại quay lại cái phần MBS nhá. Thế MBS có hai loại đúng không? Residential là nhà ở dùng để ở này. Commercial là thương mại này. Thì trong phần RMBS ý, sẽ chia ra làm hai cái. Một cái họ gọi là agency RMBS, một cái gọi là non-agency. Thì những cái agency RMBS là những cái RMBS mà được phát hành và bảo đảm bởi chính phủ đấy, hoặc là một cái tổ chức bán chính phủ, họ gọi là agency hay là quasi government đấy. Tóm lại những cái thứ là agency RMBS đấy là những cái thứ mà hoặc là được cấp vốn hoặc là được tài trợ bảo đảm bởi chính phủ, cho nên là những cái agency RMBS thì chất lượng nó rất là cao. Đấy, những cái khoản gọi là bất động sản mà dùng để làm bảo đảm cho những cái thứ như này này thì phải là chất lượng cao ấy, phải đạt những cái tiêu chuẩn cao được đặt ra. Còn những cái non-agency RMBS thì ngược lại, tức là những cái thứ mà như kiểu các cái tổ chức tư nhân họ phát hành ra, chứ không phải là các tổ chức gọi là chính phủ hay là bán chính phủ ấy. Thế nên những cái non-agency RMBS thì thường là cái chất lượng tín dụng nó cũng thấp hơn. Đấy, những cái khoản bất động sản mà dùng làm tài sản bảo đảm thì cái độ an toàn nó cũng thấp hơn. Thì trong phần agency RMBS ấy, nó cũng có nhiều thứ linh tinh. Thì họ lại nói tới một vài cái. Một cái họ gọi là mortgage pass-through security. Xong rồi có một cái nữa họ gọi là CMO, collateralized mortgage obligation. Thì những cái pass-through security hay là những cái CMO là gì thì đấy, phần đằng sau sẽ giải thích kỹ hơn nhá. Đấy, giờ thì cứ biết là đại khái là như vậy. Agency RMBS thì nó gồm đấy, có nhiều thứ nhưng mà sách họ nói về hai cái đấy. Đấy, thế với cái sơ đồ của mình nó như thế này. Thì ngoài những cái thứ ở trên cái cây này ra ấy, thì ở hai bài cuối cùng này họ còn nói tới hai thứ nữa có liên quan. Một cái gọi là covered bond và một cái gọi là CDO, collateralized debt obligation. Thì cái covered bond và cái CDO là những cái thứ mà nó có liên quan tới ABS nhưng mà nó sẽ kiểu không phù hợp để mà vẽ lên cái tree này. Đấy, thì vì sao thì tí nữa mình sẽ giải thích kỹ hơn ấy. Đấy, nên là cứ biết đại loại như vậy nhá. Đấy chứ, cái khởi nguồn là ABS, xong mình sẽ rẽ nhánh ra làm các loại, những cái nhánh nhỏ hơn ở phía dưới. Đấy, xong rồi sau đó thì sẽ có hai cái đặc biệt có liên quan, covered bond và CDO. Đấy, xong từ giờ đến hết thì mình sẽ đi qua từng các cái khoản ở trên cái hình này này, giải thích từng cái một. Đấy nhá, đấy thì cái hình này thì mình nghĩ có thể mọi người nên vẽ lại để sau này nếu mà ôn lại thì nhìn cái tree này mình nghĩ là sẽ dễ học hơn.
Đấy, chứ nếu đọc sách thì nó sẽ rất là dài dòng ấy, cái cấu trúc của họ nó cũng kiểu nó dàn chữ ấy, cũng hơi khó để hệ thống hóa ấy. Cậu thấy nhá, thì bắt đầu vào bài số 18 này. Thì bài số 18 thì phần đầu tiên là nói về cái sản phẩm gọi là covered bond luôn. Thì phần này mình học thì mình sẽ biết là covered bond nó là cái gì, nó có phải là ABS hay không, nó giống và khác gì ABS ấy. Thì họ đưa ra định nghĩa này, covered bond ấy là những cái khoản nợ cấp cao senior là một nha. Thứ hai ấy, là thường là sẽ chỉ được phát hành bởi các ngân hàng hoặc là các cái tổ chức tài chính lớn thôi. Thế chủ yếu là các ngân hàng. Có là issuer thì thường là các ngân hàng này. Rồi. Thứ ba ấy, những cái bond này thì sẽ có một cái danh mục tài sản bảo đảm riêng dành riêng cho cái bond này. Thế họ gọi là một cái segregated pool of asset ấy. Thì cái danh mục tài sản bảo đảm dùng cho cái bond này ấy, họ gọi bằng một cái tên, đấy là cover pool. Thế cover pool là cái danh mục tài sản bảo đảm để cover cho cái covered bond. Đấy là cái tên như vậy. Rồi. Thì sau đó họ còn nói kỹ hơn là thường cái covered pool này thì cái thành phần của nó ấy, nó sẽ là các cái khoản cho vay bất động sản, nhà ở và thương mại này. Và cũng có thể là một số những cái loại chứng khoán được phát hành bởi chính phủ nữa. Cái tóm lại những cái thứ mà chất lượng cao. Đấy. Và được phát hành ra, cái covered bond được phát hành ra bởi thường là các ngân hàng. Đấy, cái điểm cái sản phẩm của nước ngoài ở bên Mỹ. Đấy. Thì cái điểm đặc biệt của covered bond ấy mà khiến cho nó khác với cái ABS thông thường, đó là cái covered pool ấy là cái đống tài sản bảo đảm nó sẽ vẫn nằm trên cái balance sheet của cái thằng phát hành, chứ không được chuyển sang một cái SPE hay là một công ty con riêng biệt. Thì cụ thể hơn nhá, những cái sản phẩm như thế này trong thực tế thì nó sẽ rất là phức tạp ấy. Thế họ cũng không bao giờ, trong sách họ không bao giờ họ đi quá là sâu vào. Đấy, nên là cái này thì mình chỉ cần hiểu cho mình về ý chính như vậy thôi. Đấy, đó là nó là senior debt này, các khoản nợ cấp cao phát hành bởi ngân hàng này. Cái danh mục tài sản bảo đảm gọi là cover pool thì là gồm các tài sản chất lượng cao. Đấy, là các cái khoản cho vay bất động sản. Đấy, và một cái quan trọng mà mình nhấn mạnh ý, là cái danh mục tài sản bảo đảm này nó vẫn ở trên báo cáo của cái thằng phát hành, nó không được chuyển sang công ty con. Sách ý số 2 nhá. Thế là với một cái sản phẩm như thế này thì có đặc điểm gì, kết luận là gì? Thì như covered bond thì sẽ có 4 đặc điểm như sau, mình cần phải nhớ này, sẽ liệt kê ra nhá. Đặc điểm thứ nhất ấy, họ gọi là dual recourse nature. Thì dual recourse nature có nghĩa là ấy, những cái thằng investor mà mua cái bond này thì sẽ được phép đòi tiền từ hai nguồn liền. Cái nguồn thứ nhất thì nó chính là cái covered pool, tức là cái đống tài sản bảo đảm dành cho cái bond này. Nhưng mà nếu ấy, mà cái đống tài sản bảo đảm này mà không đủ tiền để trả ấy, thì cái bọn investor sẽ được phép là đòi tiền từ những cái tài sản khác của chính thằng phát hành. Thế tại sao lại như thế này được? Thì đơn giản là bởi vì là cái khoản nợ này này, cái covered bond này, cái khoản nợ này ấy, đối với cái tổ chức phát hành là một ngân hàng ấy, thì nó vẫn nằm trên báo cáo của ngân hàng đó. Cho nên ấy, là cái ngân hàng đó vẫn là cái thằng phải chịu trách nhiệm trả tiền. Đấy, và cái đống tài sản bảo đảm mà không đủ thì phải dùng tài sản khác. Nó sẽ khác với ABS đúng không? ABS nhá, thì như buổi trước mình học ấy, thì cái ưu điểm của ABS nó là bankruptcy remote. Thì bankruptcy remote có nghĩa là nếu như mà thằng mẹ mà default chẳng hạn, mà bị phá sản, thì coi như là chủ nợ của thằng mẹ sẽ không được phép là đòi tiền từ cái đống tài sản bảo đảm của cái thằng con là SPE. Đấy. Nhưng mà ngược lại thì cái bọn investor mà mua cái đống ABS mà có tài sản bảo đảm là cái đống loan mà cái SPE nó cầm ấy, thì một khi cái đống tài sản bảo đảm đấy mà nó hết, nó không đủ khả năng trả tiền ấy, thì cũng không được phép là đòi lên trên thằng mẹ nữa. Đấy, tại vì bây giờ chỉ cái thằng phát hành ra là thằng SPE chứ không phải thằng mẹ. Và cái nguồn tiền dùng để trả ấy, nó chỉ là cái đống tài sản bảo đảm thôi, chứ không được phép là lấy tài sản khác của thằng mẹ để trả thêm vào ấy. Đấy, đây là đặc điểm thứ nhất nhá, dual recourse. Thì cái từ recourse ấy có nghĩa là đấy, dịch ra nó là kiểu cái quyền là được phép claim ấy, được phép đòi tiền ấy.
Đấy, thì bây giờ là nó có hai cái nó gọi là dual recourse là sẽ được đòi từ hai nguồn liền. Đặc điểm thứ hai họ gọi là strict eligibility criteria. Thì đặc điểm này là nói về cái việc là cái danh mục tài sản bảo đảm là cái cover pool, thì những cái tiêu chí để mà thỏa mãn là nó khá là chặt chẽ. Thỏa mãn có nghĩa là để mà đủ điều kiện để mà được phép dùng làm tài sản bảo đảm, thì những cái tài sản bảo đảm nó phải có chất lượng cao, đủ cao, thì họ sẽ đưa ra các tiêu chí nhất định, chứ không được phép là dùng các cái tài sản bảo đảm có rủi ro cao hay là chất lượng thấp để đưa vào cái cover pool ấy. Thế những cái tiêu chí nó là strict, nó rất là chặt chẽ cho cái đống tài sản bảo đảm. Cái thứ ba là dynamic cover pool. Dynamic ở đây tức là cái danh mục tài sản bảo đảm ấy, nó sẽ không phải là nó static, nó tĩnh. Nó không tĩnh có nghĩa là ấy, là nó có thể thay đổi theo thời gian. Thế thì khi nào thay đổi thời gian thì cụ thể nhá, đó là ấy, nếu mà trong quãng đời của cái covered bond này này mà cái danh mục tài sản bảo đảm nó có một cái vấn đề gì đó xảy ra, ví dụ là những cái tài sản trong đống tài sản bảo đảm ấy, nó bị vỡ nợ chẳng hạn, nó default chẳng hạn. Đấy. Hoặc là có những cái khoản, những cái tài sản bảo đảm trong cái cover pool nó đáo hạn sớm chẳng hạn. Đấy. Thì những cái thứ như thế xảy ra ấy, thì khi đó thì cái tổ chức phát hành, ví dụ một ngân hàng, họ sẽ phải tìm cách là thay thế những cái khoản loan, những cái tài sản mà không đủ chất lượng hay là không đem lại dòng tiền như dự kiến ấy, phải thay bằng cái tài sản khác có chất lượng cao hơn. Đấy, chứ phải duy trì, để duy trì cái danh mục đấy là nó đủ chất lượng ấy. Đấy, nếu có cái vấn đề gì xảy ra thì sẽ phải thay thế những cái thứ kém chất lượng bằng các thứ khác. Đấy, họ gọi là dynamic, chứ không phải là từ đầu đến cuối nó chỉ có một danh mục tài sản bảo đảm duy nhất và nó có bị làm sao thì kệ ấy. Đấy thì không phải như vậy. Cái thứ tư, đặc điểm thứ tư này thì nó hơi chung chung một chút này, họ gọi là redemption regime. Thì đây là nói tới một số những cái cơ chế thanh toán. Đấy, cái cơ chế thanh toán này ấy, thì nó được đặt ra để mà nó bảo vệ cho nhà đầu tư, có nghĩa là nó đảm bảo là khi mà có default xảy ra ấy, thì cái dòng tiền trả cho nhà đầu tư nó sẽ cố gắng là sát nhất so với cái lịch ban đầu đưa ra. Đấy, tức là nó không thể y hệt được, đúng không? Một khi default thì rõ ràng là nó có vấn đề, nó không thể được như là lịch ban đầu dự kiến ý. Đấy, nhưng họ sẽ tìm cách họ cơ cấu thêm một số điều khoản vào để mà cố gắng là cái dòng tiền sau này, kể cả là nó không được như mong muốn, thì nó vẫn sát nhất so với cái cam kết ban đầu ý. Thì nghe thấy nó hơi chung chung đúng không? Thì trong sách thì họ cũng có đưa ra một vài ví dụ thì cũng rất là qua loa nhá, nhưng mình nghĩ là cũng có thể là họ sẽ hỏi đến ấy. Đây thì mọi người nhìn cho mình vào cái bảng ở cái phần 1 La Mã ấy. Thì cái bảng phần 1 La Mã này thì họ nói tới 3 cái loại covered bond. Thì 3 loại covered bond này thì nó sẽ tương ứng với 3 cái gọi là redemption regime ấy. Tức là dùng 3 cái cơ chế thanh toán tiền khác nhau để mà bảo vệ cho nhà đầu tư nếu như mà có default xảy ra ấy. Đây thì mình xem họ miêu tả thế nào nhá. Đấy, đây là mình bê nguyên ra từ trong sách, nó rất ngắn gọn, để họ không hề giải thích gì dài dòng. Bây giờ mình sẽ đi qua một lượt này. Cái loại thứ nhất họ gọi là hard bullet covered bond. Thì cái đặc điểm của nhóm này ấy, đó là nếu như mà tiền mà không được thanh toán đúng như là cái lịch ban đầu ấy, thì default nó xảy ra. Và khi đấy thì họ sẽ, cái điều khoản sẽ thay đổi để mà đẩy nhanh cái tiến độ trả tiền hơn so với trước. Để con đẩy nhanh như thế nào nhá, cụ thể các thứ ra sao thì họ không giải thích kỹ, nó cũng tùy từng cái bond một ấy, tùy từng điều khoản ấy. Thế thì họ chỉ nói chung chung cái này thôi. Cái loại thứ hai gọi là soft bullet. Thì soft bullet có nghĩa là nhá, nếu mà tiền không được thanh toán như lịch ban đầu ấy, thì giờ sẽ cho phép là đặt ra một cái ngày đáo hạn mới, tức là lùi ngày đáo hạn đi. Và cái ngày đáo hạn mới thường là nó sẽ chỉ tối đa là nó sau 1 năm so với ngày đáo hạn cũ. Thế thì đây là nó sẽ thoáng hơn cái số 1 đúng không? Cái soft bullet thì nó cũng thoáng hơn ở chỗ là giờ thì vẫn chưa coi là default,
mà coi như là nới lỏng ra ấy, cho phép xả muộn hơn ấy. Cái nhóm thứ ba thì gọi là conditional pass through. Thì nhóm này ấy, có nghĩa là ở cái ngày đáo hạn ban đầu, nếu như mà tiền vẫn chưa được thanh toán đầy đủ ấy, thì khi đó thì cái covered bond nó sẽ được chuyển thành một cái sản phẩm, nó gọi là pass through security. Rồi, thế cái này có nghĩa là sao? Thì mình có hình dung là như thế này nhá. Cái chữ pass through ấy có nghĩa là gì? Tức là tất cả những cái dòng tiền nào mà sinh ra từ đống tài sản bảo đảm thì ở thời điểm nó sinh ra nó sẽ được pass luôn cho cái bọn investor, là cái bọn cầm cái covered bond ấy. Thế như thế này có phải là mình biết được là giờ nhá, có một cái là covered pool dùng làm tài sản bảo đảm để phát hành ra những cái gọi là covered bonds. Xong những cái covered bond này thì sẽ lại được bán ra cho bọn investor. Thì khi mà ở cái loại nhóm thứ ba này, cái conditional pass through này, có nghĩa là ở cái ngày đáo hạn ban đầu ấy, nếu như mà cái covered bond này nó vẫn chưa trả được đầy đủ số tiền ấy, bao gồm cả lãi và gốc kiểu kiểu như vậy, thì từ đó trở về sau ấy, nó biến thành một thứ nó gọi là pass through. Pass through có nghĩa là nhờ, là từ đó trở về sau ấy, là cái covered pool mà nó cứ sinh ra được dòng tiền thì sẽ lấy cái đấy để trả luôn cho bọn investor này. Thế ý ở phần này có nghĩa là giờ mình đã đang bị chậm rồi đúng không? Đã chậm hơn cái lịch dự kiến ban đầu rồi. Thì nếu mà đã chậm rồi thì giờ thì sẽ cố là nhanh nhất có thể. Mà nhanh nhất có thể thì là đấy, khi mà đống tài sản bảo đảm mà nó cứ sinh ra được đồng nào thì sẽ pass sang cho cái bọn investor ở đầu bên kia thôi. Cái kiểu kiểu như vậy, cứ hiểu thế cho đơn giản này. Trong sách nó không giải thích quá là kỹ. Rồi, thế bên nói dài dòng như thế thì mục tiêu của mọi người phần này thì cũng chỉ đơn giản đó là có ba khái niệm nhá, là hard bullet này, soft bullet với cả conditional pass through ấy. Thì mọi người biết được là cái đặc điểm là gì để nếu họ có hỏi trắc nghiệm ấy thì mọi người match được thôi. Ví dụ họ đưa ra một cái tên thì họ đưa ra ba cái description, ba đáp án ABC chẳng hạn, thì mọi người biết được là nó là cái gì đấy, chứ không cần là phải đi sâu hơn bởi vì là họ cũng không hề dạy kỹ hơn ấy. Đấy, thế thôi nhá, thì xong phần số 1 La Mã nhá. Ở đây trước khi kết thúc phần 1 La Mã này thì mình quên mình nói thêm một cái nữa, đó là bởi bốn cái đặc điểm lúc nãy mà mình nói về covered bond ấy, đấy, bốn cái đánh số trên màn hình này, thì bốn đặc điểm này là bốn đặc điểm mà đều khiến cho cái bond nó an toàn hơn, cho nên ấy là kết luận của họ ấy là những cái covered bond thì nó sẽ thường là có cái rủi ro tín dụng thấp hơn những cái ABS thông thường. Và nếu mà rủi ro thấp hơn, tức là spread và yield thấp hơn đúng không? Spread và yield mà thấp hơn ấy, thì giá nó sẽ phải cao hơn là ABS. Nên tóm lại là những cái covered bond là cái thứ mà chất lượng cao, an toàn hơn là ABS. Đấy, và nó sẽ có bốn đặc điểm như thế này thì mọi người cần phải nhớ. Xong rồi có cái bảng ở ngay phía dưới mình vừa giải thích đi, thì cũng nên là phân biệt được mấy cái tên gọi với nhau. Thế thôi. Nên sang phần số 2 là mã nhau. Credit Enhancement. Thì Credit Enhancement ấy là nói tới những cái việc mà họ cơ cấu cái ABS theo một cách nào đấy để mà khiến cho cái chất lượng tín dụng của cái ABS nó tốt lên ấy. Thì họ làm như vậy thì mục tiêu cũng là để coi như là để nó hấp dẫn hơn cho mấy nhà đầu tư đúng không? Thì coi như là sẽ bán những cái sản phẩm này ra với giá cao hơn ấy, kiểu như vậy. Thì phần 2 La Mã này nhá, thì mình muốn bổ sung thêm một xíu này, mọi người nên nốt lại này. Tuy nhiên cái cơ chế gọi là Credit Enhancement ấy, nó sẽ có hai loại. Một loại gọi là Internal, một loại gọi là External. Thì ở phần 2 La Mã mình sẽ chỉ học từ những cái thứ là Internal thôi. Thì Internal ấy là những cái điều khoản mà nó điều chỉnh trực tiếp vào cái bond đó ấy, vào cái loại chứng khoán đó, để khiến cho là cái sản phẩm đó nó an toàn hơn. Còn thế thì External nó khác gì? External ấy là những cái cơ chế mà sẽ không phải là thay đổi các điều khoản của chính cái bond đấy nhá, mà sẽ là đi mua bảo hiểm ở bên ngoài ấy. Đấy, tức là sẽ kiểu sẽ có một cái bên thứ ba, một cái bên bảo hiểm, một cái bên ngân hàng nào đấy, nó sẽ cung cấp cái dịch vụ bảo hiểm cho cái sản phẩm đấy để cho nó an toàn hơn ấy. Đấy, thì cái phần External thì nó không quan trọng. Đấy, trong sách họ còn nói như vậy, họ bảo là có một số các loại hình thức bảo hiểm khác nhau nhưng mà họ sẽ không dạy tới.
nên mà không cần phải quan tâm tới phần external nhá, chỉ cần quan tâm tới phần internal thôi. Đấy, thì giờ ở phần 2 La Mã thì nó sẽ có 3 cái đầu dòng ấy, thì nó sẽ là 3 cái hình thức gia tăng chất lượng tín dụng theo kiểu internal. Cái thứ nhất này gọi là over collateralization. Thì cái này như tên gọi thì cũng khá là dễ đoán đúng không? Cái này là một cái điều khoản ấy mà yêu cầu là cái đống tài sản bảo đảm giá trị nó phải to hơn là cái mệnh giá của cái đống ABS phát hành ra. Thế nó gần giống như cái haircut ở cái phần repo ấy, kiểu kiểu như thế. Thế thì bảo là cái phần tranh ra này thì nó đóng vai trò là một cái cushion, như một cái phần đệm để mà để nếu mà trong tương lai mà có default xảy ra chẳng hạn thì cái phần tranh này nó sẽ offset đi một phần ấy. Cái thứ hai gọi là excess spread. Excess spread ấy là cái phần chênh lệch giữa coupon của cái đống tài sản bảo đảm và coupon của cái đống ABS được phát hành ra. Thì ý họ ở đây, tức là thường thì cái đống tài sản bảo đảm nó sẽ sinh ra một cái coupon to hơn là coupon của cái đống ABS. Đấy. Thì cái phần chênh đó ấy, excess spread ấy, thì nó đóng vai trò đấy cũng là để dự phòng thôi. Là để nếu mà trong tương lai mà có collateral shortfall, có nghĩa là cái tài sản bảo đảm nó bị mất giá chẳng hạn, nó không được như xưa chẳng hạn, thì nó cũng bù vào được. Hoặc là nếu mà nó không có những cái shortfall như vậy thì cái phần excess spread là cái phần dôi ra này thì có thể đóng vai trò là một cái khoản reserve đúng không? Cái khoản để trích lập dự phòng ấy. Để nếu mà trong tương lai mà lúc nào đấy mà thiếu tiền, không đủ tiền đóng tài sản bảo đảm để thanh toán ấy, thì cái phần excess này nó sẽ dùng để bù vào. Ví dụ như là đống tài sản bảo đảm nó có cái coupon là 10% chẳng hạn, thì cái ABS phát hành ra chỉ có coupon là 9% thôi. Cái phần 1% dôi ra thì nó sẽ dùng làm cái phần gọi là reserve ấy. Đấy. Thì trong thực tế nhá, thực ra thì nó có thể là phức tạp hơn ấy. Tại vì là cái phần chênh giữa coupon của đống tài sản bảo đảm và coupon của ABS ấy, thì nó sẽ có một phần nó phải dùng để trả phí nữa. Đấy, họ sẽ có cái phí quản lý gọi là administrative ấy, thì là cái phí mà cần để mà duy trì cái mô hình ABS. Thì thôi bỏ qua cái phí như vậy nhá. Đấy, coi đơn giản hóa đi, không xét được cái phí như thế. Đấy, thì ở đây họ nói là cái phần excess spread nó có thể coi là cái phần chênh lệch giữa hai coupon, là cái phần dôi ra, đặt ra để cho nó an toàn hơn. Thì nếu mà sau này thiếu tiền thì dùng cái phần đấy để trả ấy. Thì cái này nó sẽ là một cái bước đệm để mà vẫn có tiền nếu mà nó default đúng không? Thì em hỏi, nếu mà xét là nó đã over ra rồi thì làm sao mà nó default? Tại vì nhưng mà sao lại không? Bởi ví dụ cái danh mục tài sản bảo đảm nhá, nó gồm 10 cái khoản loan khác nhau đi, đúng không? Thì có thể là chỉ cần 9 khoản loan thôi là đủ để bằng cái mệnh giá của cái đống ABS thành ra rồi. Nhưng mà giờ mình lại có thêm một khoản loan thứ 10 nữa thì là nó thừa ra đúng không? Thì bây giờ trong tương lai mà trong 10 khoản loan đấy mà có một khoản loan nó default chẳng hạn thì nó sẽ đỡ hơn ấy. Thì mình có thêm một cái khoản thứ 10 mà bắt đầu mình thêm vào thì nó vẫn sẽ đủ lớn để mà nó có tiền để nó trả cho cái đồng ABS. Có nghĩa là xét là khi mà default là chỉ là một trong đồng... Ừ, một trong cái danh đống tài sản ở danh mục thôi. Chứ là sao mà có chuyện là cả cái danh mục đấy nó chết rồi đúng không? Đấy, thì đây là nói tới cái trường hợp là nếu mà có vấn đề gì đó xảy ra cho một hoặc một vài tài sản trong cái danh mục đó. Bước sang cái thứ ba nhá. Subordination hay còn gọi là credit changing. Đây thực ra là một thứ mà đã từng được nhắc tới rồi, nhưng mà ở phần này thì sẽ được giải thích một cách cụ thể, một cách rõ ràng. Subordination hay credit changing là gì? Thì nó là như sau này. Giờ nhá, mình có một cái danh mục tài sản bảo đảm, mình sẽ gọi là cái đống collateral nhá. Cái đống collateral này thì có thể dùng để mà bảo đảm để phát hành ra ABS đúng không? Như đã được học. Thì giờ thay vì việc là mình chỉ phát hành ra một loại ABS duy nhất thì mình sẽ phát hành ra nhiều loại ABS khác nhau ấy. Họ gọi là những cái class hoặc là những cái gọi là change. Thì giả dụ mình ở đây mình gọi nhá là Change A này, Change B và Change C. Đấy. Thì tóm lại là họ sẽ
cơ cấu cái dòng tiền của cái danh mục tài sản bảo đảm ấy để mà phân phối những cái dòng tiền từ cái đống tài sản bảo đảm này sang ba loại chứng khoán khác nhau A, B và C. Thế bây giờ họ cơ cấu dòng tiền theo cái nguyên tắc gì? Thì nó có nhiều kiểu cơ cấu nhá. Đấy, nhưng mà cái mục tiêu chính của họ ấy là khi họ cơ cấu cái dòng tiền, họ tách ra làm ba cái nhánh khác nhau, ba sản phẩm khác nhau ấy, thì mục tiêu là để phân phối lại rủi ro. Có nghĩa là ba cái sản phẩm A, B và C này nó sẽ có các mức rủi ro khác nhau. Rủi ro là rủi ro gì đúng không? Thì nó sẽ có nhiều loại rủi ro mà có thể mình cơ cấu để mình thay đổi. Thì ở bài này nhá, ở cái phần mình đang học ấy, cái ý này thì mình sẽ chỉ quan tâm tới một cái loại rủi ro, đó là credit thôi. Đấy, thế giờ mục tiêu của mình ấy là bây giờ cái đồng collateral là đồng tài sản bảo đảm, là nó có một cái mức rủi ro tín dụng nào đó liên quan tới cái đống tài sản bảo đảm này. Thì giờ mình sẽ phân phối lại, cơ cấu lại theo một kiểu gì đó ấy, để mà giờ sẽ có 3 sản phẩm A, B và C. Mà 3 sản phẩm A, B, C này nó sẽ có mức độ rủi ro tín dụng khác nhau. Đấy. Và thường ấy thì họ sẽ gọi bằng cái tên cụ thể. Ví dụ cái thằng A ấy, họ hay gọi là cái thằng senior này. Thằng dưới cùng họ hay gọi là thằng junior. Cái thằng ở giữa họ gọi là mezzanine như thế này. Đấy, thì biểu gọi tên như thế này thì ở phía trên là cấp cao hơn, ở phía dưới là cấp thấp hơn. Đấy, thì cụ thể ấy, là ở một cái cấu trúc đơn giản như thế này nhá, thì cái thằng A sẽ có cái rủi ro tín dụng thấp nhất, thằng C thì có rủi ro tín dụng cao nhất. Đấy, và nếu mà khi mà thanh toán tiền, đấy, thì như ở mình nhớ là có một bài trước đây mình có nói qua rồi, thì mình nhắc lại là ở cấu trúc mình đang vẽ này, thì có phải thông thường khi mà cái dòng tiền nó sinh ra từ đống tài sản bảo đảm ấy, nó sẽ gồm gốc và lãi đúng không? Đấy. Thì bây giờ khi mà thanh toán gốc với lãi cho cái bọn ABC này thì cái tiền lãi interest ấy, thì cái độ ưu tiên cho ba thằng ABC là ngang nhau. Đấy, tức cứ có lãi thì phải trả. Đấy, ba thằng ABC là ngang nhau. Nhưng mà về cái phần gốc ấy, principal ấy, đấy, thì cái thằng A là cái thằng sẽ được ưu tiên là phải được trả cái đống nợ gốc đúng lịch trước. Đấy, tức là cứ có tiền thì phải đảm bảo là cái thằng A được trả đúng lịch. Đấy, xong rồi sau đó mới đến lượt thằng B, xong mới đến lượt thằng C ấy. Thế điều này là dẫn tới việc nhá, đó là giả dụ trong tương lai ấy, cái đống collateral, cái đống tài sản bảo đảm này có một khoản loan hay là một vài khoản loan nào đấy trong cái đống tài sản bảo đảm này nó bị default chẳng hạn. Đấy, thì khi đó thì sẽ phải có một cái thằng nào đó trong ba thằng ABC phải gánh đúng không? Vì ABC là cái bọn mà nhận tiền từ đống tài sản bảo đảm ấy. Đống tài sản bảo đảm nó bị làm sao đấy thì bọn ABC nó cũng bị ảnh hưởng. Đấy, nhưng bởi vì mình đã cơ cấu để thằng A được ưu tiên cao nhất rồi thằng B đến thằng C ấy, nên nếu mà sinh ra những cái khoản gọi là credit losses, tức là những cái khoản lỗ về tín dụng, là do cái bọn đi vay ở cái đống collateral này nó không trả được tiền ấy, thì thằng C là phải chịu đầu tiên. Đấy, thằng C chịu hết rồi, thằng C không còn gì có thể chịu được nữa rồi, mất hết, mất trắng rồi, thì đến lượt thằng B là thằng phải chịu tiếp theo, rồi đến thằng A. Cái thì cái cơ chế này họ gọi là credit changing hay là subordination. Thì cái lý do họ là subordination ấy thì cũng giống như là ở cái bài về credit mình học ở mấy buổi trước ấy. Có phải là ở bài credit thì mình học là các cái khoản nợ của một công ty thì nó có hai nhóm là secured và unsecured, tức có tài sản bảo đảm và không tài sản bảo đảm. Xong trong mỗi nhóm lại chia nhỏ ra làm các cấp ấy, ví dụ như kiểu là senior secured hay là junior secured các thứ ấy. Thì đây nó cũng gần giống như vậy, nhưng nó áp dụng cho một cái mô hình chứng khoán hóa. Đấy, là một cái danh mục tài sản bảo đảm thôi, nó có thể là được cơ cấu để nó phát hành ra các cái change với các cái độ ưu tiên khác nhau luôn. Đấy, thế thôi nhá. Đấy, thì cái này thì sẽ còn quay lại nữa, ở các phần sau thì sẽ quay lại cái mô hình này thêm một vài lần nữa. Thì giờ thì mình biết qua thế là được. Sang phần số 3 La Mã nhé. Đây, phần này thì cũng không quá quan trọng đâu, nhưng mà cũng có thể cũng có câu hỏi lý thuyết họ hỏi vào ấy. Thì phần này là họ nói về non-mortgage ABS. Thì quay lại cái sơ đồ lúc nãy mình vẽ đầu giờ nhá. Đây cái sơ đồ này này. Thì giờ mình sẽ đánh dấu xem là đã học được những cái gì rồi đúng không?
thì ở cái tree mình vẽ ở đầu giờ nhá, thì có phải là mình đã học về cái cover bond này rồi này, là xong nhá. Sau đó thì bây giờ phần tiếp theo ấy, mình sẽ học về cái phần non mortgage ABS là cái này. Đấy là ở phần số 3 la mã. Tôi phải đi và xem họ nói cái gì nhá. Phần 3 la mã này. Thì những cái thứ mà thuộc nhóm gọi là non mortgage ABS ấy, họ sẽ chia ra làm hai nhóm. Đây mình sẽ viết ở đây. Nhóm thứ nhất ấy là những cái thứ mà được bảo đảm bởi những cái khoản loan mà nó là amortizing loans. Nhóm thứ hai ấy là những cái loại mà được bảo đảm bởi những cái khoản loan mà nó không phải là amortizing loan. Thế nhớ lại nhá, có phải amortizing loan ấy là những cái khoản vay mà cái coupon hàng kỳ nó sẽ gồm cả gốc lẫn lãi đúng không? Có là cái phần principal nó sẽ được amortize, nó trả dần dần trong quãng đời cái bond, thay vì việc là nó trả một cục to đúng lúc cuối. Còn non amortizing thì nó sẽ có thể hiểu nó là bullet đúng không? Đấy, một khái niệm mình đã được học các bài trước. Thế thì bây giờ ví dụ cụ thể hơn đi. Thì những cái loại gọi là non mortgage ABS mà thuộc nhóm số 1 và nhóm số 2 thì nó sẽ là cái gì? Cụ thể một cái sản phẩm ví dụ nó là gì đúng không? Thì nhóm số 1 nhá, thì họ sẽ ví dụ nó là những cái gọi là auto loan ABS. Thế những cái khoản cho vay để mua ô tô ấy, cho vay trả góp để mua ô tô thì thường là nó sẽ là amortizing. Có nghĩa là khi mà cái thằng ví dụ mình đi mình mua ô tô mình trả góp thì cái tiền mình trả hàng kỳ nó sẽ gồm cả gốc lẫn lãi. Đấy, và nếu mà cái khoản mà mình đi vay để mua ô tô như vậy, những khoản vay đó mà dùng làm tài sản bảo đảm để phát hành ra ABS ấy, đấy, thì cái ABS đó sẽ thuộc nhóm số 1. Thế nhóm số 2 thì sao? Những cái ABS mà được bảo đảm bởi những cái khoản cho vay mà lại là non-amortizing, thì ví dụ cái này nó là credit card receivable ABS. Thì mọi người biết đấy, thì như kiểu là vay kiểu thẻ tín dụng ấy, các bạn mình tiêu một cái mức nhất định thì mình sẽ phải trả lãi, xong cái khoản nợ gốc thì sẽ thanh toán lúc cuối đúng không? Thế nó sẽ không phải theo kiểu là amortizing, là trả kiểu tiền hàng kỳ xong rồi một phần có cả gốc có cả lãi trong cái khoản tiền trả hàng kỳ. Đấy, thì bây giờ họ chia làm hai nhóm như thế này. Thì lý do họ chia làm hai nhóm như thế này nhá là bởi vì hai nhóm này nó sẽ có một cái đặc điểm nó khác nhau. Và nếu họ hỏi về phần này thì mình thấy họ khá là dễ họ hỏi được cái đặc điểm khác nhau đấy. Thì giờ để phân biệt thì phân biệt như thế này này, cái điểm khác nhau nhá là như thế này. Bây giờ nhóm thứ nhất đi. Nhóm thứ nhất ấy thì đặc điểm của nhóm này là như sau này. Giờ mình sẽ vẽ lại một sơ đồ nhá. Đó là cái đống tài sản bảo đảm collateral. Rồi, sẽ dùng để phát hành ra như là ABS này. Cụ thể là non mortgage ABS đúng không? Xong rồi lại bán ra cho investor. Thế cái vấn đề mình quan tâm là như sau. Giờ nếu như mà cái đống tài sản bảo đảm ấy mà nó sinh ra những cái gọi là khoản principal, thì cái khoản principal đấy sẽ xử lý như thế nào? Vậy thế là tại sao nó lại sinh ra cái này? Thế mà cái principal này là cái gì mà có biết không? Vậy thử nghĩ nhá. Cái đống collateral ấy là một cái danh mục tài sản bảo đảm gồm các khoản loan đúng không? Các khoản loan ấy thì cái bọn mà đi vay cái đống loan đấy là những cái bọn như kiểu là đi mua ô tô chẳng hạn. Đấy. Thì bây giờ trong cái đống loan, cái danh mục tài sản bảo đảm cái đống loan đó ấy, thì sẽ có cái đống loan, sẽ có cái khoản cho vay kỳ hạn ngắn, có khoản kỳ hạn dài. Tức là cái điều khoản nó không giống hệt nhau ấy. Đấy, sẽ có các khoản, nhiều khoản loan khác nhau. Đấy. Thì nó dẫn đến một việc ấy, đó là trong quãng đời của cái ABS nhá, cái ABS này, thì cái danh mục tài sản bảo đảm ấy, nó sẽ có những khoản loan, nó sinh ra cái phần principal. Thì cái phần principal này sẽ gồm những cái gì? Sẽ biết ra nhá, cái principal này mà sinh ra từ đống tài sản bảo đảm ấy,
nó sẽ gồm hai thứ. Cái thứ nhất đó là những cái theo lịch được đặt ra từ ban đầu ấy, gọi là scheduled principal payment. Có nghĩa là schedule ở đây có nghĩa là sao? Schedule ở đây nhá, là bởi vì cái nhóm số 1 là cái nhóm mà cái đống loan tài sản bảo đảm, nó là amortizing đúng không? Amortizing tức là cái coupon hàng kỳ, nó gồm cả gốc lẫn lãi. Cho nên là cái coupon hàng kỳ nó sẽ phải có một phần là trả phần nợ gốc ấy. Thì cái schedule principal repayment nó sẽ gồm cái đấy. Đó là hàng kỳ cái bọn đi vay mua ô tô nó trả tiền thì một phần là lãi rồi nhá, thì bỏ qua phần lãi đi. Nhưng mình đang quan tâm đến phần nợ gốc ấy. Đấy, thì cũng sẽ có một phần là phần nợ gốc nó sinh ra này. Thế bây giờ ngoài ra thì còn cái gì nữa? Ngoài ra ấy thì cái phần schedule này nó sẽ bao gồm cả những cái khoản loan ở trong cái đống tài sản bảo đảm ấy mà nó đáo hạn trước khi là cái ABS đáo hạn đúng không? Đấy, tức có thể cái ABS nó kỳ hạn là 10 năm nhưng mà trong cái đống tài sản bảo đảm này nó có cái khoản loan chỉ 7-8 năm thôi chẳng hạn. Thì đến lúc đấy cái đống loan đấy là nó hết rồi, cái thằng vay mô tô nó trả cả gốc lẫn lãi hết rồi. Thì đấy, thì amortizing theo kiểu gì đi nữa nhá, thì ví dụ là nó kể cả là nó partially hay là nó là fully amortizing chẳng hạn, đấy, thì nó cũng dẫn tới cái việc là cái khoản loan 7-8 năm đó là đến cái lúc đấy là đáo hạn sớm, sớm hơn so với kỳ hạn 10 năm của ABS ấy, thì nó cũng sẽ sinh ra cái principal lúc nó đáo hạn ấy. Đấy, thì đấy nó là cái gọi là schedule. Nhưng mà ngoài ra ấy thì những cái principal nó còn sinh ra từ một thứ nữa. Đấy là những cái khoản gọi là prepayment. Thì prepayments thì nói tới việc ấy, để ví dụ khi mọi người như kiểu đi vay tiền ngân hàng để mua nhà chẳng hạn đúng không? Thì họ sẽ đưa ra một cái lịch để trả nợ bao nhiêu năm đó ấy. Thì thường là sẽ có một cái điều khoản là cho phép là cái người đi vay là được phép đẩy nhanh tiến độ trả nợ lên. Có là hàng tháng thay vì ví dụ trả 10 triệu thì trả 15 triệu chẳng hạn. Đấy, thì đấy là một quyền gọi là quyền trả trước, quyền thanh toán nợ gốc trước hạn ấy, là prepayment. Và cái thằng borrower, cái thằng đi vay là được phép dùng cái quyền đấy. Cái điều đấy có nghĩa là nhá, ngoài cái khoản principal mà như cái lịch trả tiền ban đầu đưa ra ấy, thì cái bọn đi vay hoàn toàn có thể là nó trả thêm, trả thừa ra, trả sớm. Thì cái phần đấy nó nằm ngoài lịch đúng không? Thì họ gọi là cái phần prepayment. Thì cái này, những cái phần kiến thức mình đang nói ở đây thì thực ra ở đằng sau nó sẽ quan trọng hơn. Thế nhưng mà giờ mình cũng muốn nói trước để mọi người biết luôn ấy, tại vì đằng nào cũng học tới. Thì cứ biết như vậy nhá, những cái principle mà sinh ra từ cái đống tài sản bảo đảm ấy, đấy nó gồm hai thứ. Những thứ như trong lịch đặt ra và những thứ nằm ngoài lịch. Nằm ngoài lịch tức là bọn đi vay nó trả trước. Thế thì cái điểm mọi người phải nhớ ở đây nhá, là cái đống principal này nếu mà nó sinh ra từ đống tài sản bảo đảm ấy, thì ở nhóm số 1 này là sẽ được phân phối luôn sang cho bọn investor ở đây. Thế, có nghĩa là cứ có principal từ đống tài sản bảo đảm thì sẽ distribute, sẽ được chuyển sang cho bên investor là cái bọn mua ABS luôn. Nó chính là cái ý số 1 ở phần 3 la mã ấy, nó bảo này. Đối với những cái ABS mà được bảo đảm bởi amortizing loans thì tất cả những cái principal repayments là bao gồm hai thứ đúng không? Những cái thứ mà được nêu ra như lịch ban đầu và những cái thứ mà được trả trước thì sẽ đều được phân phối luôn cho bọn investor là cái bọn mua ABS. Rồi thì nghe thì cũng bình thường đúng không? Cũng không có gì đặc biệt. Nhưng mà nếu mà như thế thì cái nhóm số 2 nó sẽ khác gì nhóm số 1. Cái nhóm số 2 là cái nhóm mà những cái ABS được bảo đảm với những cái khoản loan mà là non-amortizing, thì nó khác ở chỗ ấy, là những cái khoản principal mà sinh ra từ đống tài sản bảo đảm ấy sẽ có một cái giai đoạn ban đầu là cái đống principal này là không được phép phân phối ra cho bọn investor. Thì cái giai đoạn ban đầu đó ấy, họ gọi bằng cái tên đấy là lockout hoặc là revolving period. Thì giả dụ như cái giai đoạn này nó là 3 năm đi. Đấy, trong 3 năm đầu tiên ấy, nếu như mà cái đống tài sản bảo đảm ấy, cái đống loan ấy mà nó sinh ra các khoản nợ gốc
thì trong 3 năm đó không phân phối cái đồng tiền đó ra cho bọn investor là các bạn mua ABS, mà thay vào đó ấy, họ sẽ dùng cái đồng principal đó để họ tái đầu tư. Tái đầu tư nghĩa là cái tiền đó sẽ dùng để mua các khoản loan khác để mà đắp vào cái danh mục tài sản bảo đảm này, để mà duy trì, không cho cái danh mục tài sản bảo đảm giá trị nó giảm đi. Vì nếu nhá, mọi người tưởng tượng nhá, là nếu như mà không tái đầu tư ấy, mà giống như nhóm số 1 là cứ có principal là trả luôn cho bọn investor ấy, thì dẫn tới cái việc là cái giá trị của đống tài sản bảo đảm sẽ giảm dần đi, đúng không? Theo thời gian, tại vì nợ gốc nó giảm dần đi. Đấy, thì cái nhóm số 2 họ không làm như vậy. Nhóm số 2 thì sẽ có một giai đoạn, để ví dụ là 3 năm, mà cái dạng đó thì sẽ tìm cách là duy trì giá trị của đống tài sản bảo đảm ấy. Duy trì bằng cách là nếu nó sinh ra các khoản nợ gốc được trả thì sẽ phải đáp lại, sẽ phải dùng để mà mua các đồng loan khác bù vào để giữ nguyên, cố gắng duy trì cái giá trị của cái đống tài sản bảo đảm đó. Đấy. Xong rồi sau đó thì sao? Hết 3 năm lockout hay là revolving ấy, thì từ đó trở về sau thì sẽ được phân phối như bình thường, như nhóm số 1 ấy. Thì cái giai đoạn từ năm thứ 4 trở đi mà được phép phân phối ấy, thì họ gọi là cái giai đoạn amortizing. Thế là riêng cái nhóm số 2 nhá, thì sẽ có hai giai đoạn là lockout và amortizing. Còn nhóm số 1 ấy, thì nó không chia làm hai giai đoạn như vậy. Và nhóm số 1 thì nó chỉ có thể, cứ có thể coi là nó chỉ có một giai đoạn duy nhất, là giai đoạn amortizing luôn, không có giai đoạn lockout. Thế nhưng cái như thế này thì mình nghĩ là cụ thể thì chắc nó cũng phức tạp đi. Thì mình nghĩ cũng chỉ cần biết vừa đủ thế thôi, đủ để phân biệt giữa hai nhóm thôi. Đấy, cứ nhớ cho mình là có hai nhóm. Đấy, có một cái là nó có lockout, cái kia không có. Nó là cái ý đầu tiên ở phần 3 năm. Thế họ có hỏi, họ sẽ chỉ hỏi như vậy thôi. Rồi nhá, ok này. Bây giờ sang tự ý số 2 và số 3. Đây, hai ý này thì là họ giới thiệu sơ qua về những cái sản phẩm trong thực tế mà là non-mortgage ABS ý. Thì cái đầu tiên họ nói đến, đấy là credit card receivable ABS. Đấy, thì họ miêu tả nhá, cái danh mục tài sản bảo đảm ý, nó là non-amortizing, vì những cái khoản cho vay thẻ tín dụng thì là non-amortizing này. Cái dòng tiền đến từ những cái khoản cho vay thẻ tín dụng thì nó gồm cái gì? Thứ nhất họ gọi là finance charges ý. Chứ cái này thì ý của họ nó là interest ý. Đấy, tại vì là đi vay thì phải trả lãi đúng không? Đấy, cái finance charges này thì nó là lãi. Đấy, xong ngoài lãi ra thì nó sẽ có thể là nó có một vài cái phí nhất định có liên quan này. Đấy, xong rồi những cái khoản nợ gốc trả là principal repayment này. Đấy, họ nêu ra cái dòng tiền của những cái khoản cho vay thẻ tín dụng, nó gồm về cái này. Thì cũng không đặc biệt nhá, họ chỉ là qua qua thế thôi. Thì phần này thì có một cái khái niệm nhưng sau mà phải nhớ, đó là gọi là rapid amortization provision. Thì cái này là một cái keyword mà nó đi kèm với cái phần credit card receivable ABS ấy. Thì là như sau, có phải credit card receivable ABS ấy, nó chính là thuộc cái nhóm số 2 ở trên hình mình vẽ đây đúng không? Thuộc nhóm số 2. Mà nếu thuộc nhóm số 2 ấy, có nghĩa là sẽ có hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn lockout, giai đoạn thứ hai là giai đoạn amortizing. Đấy, thì họ bảo là thông thường là như vậy nhá. Nhưng mà ấy, họ bảo là nếu như mà có một cái vấn đề gì đó xảy ra ấy, giả dụ là cái danh mục tài sản bảo đảm collateral này nó có nhiều khoản loan nó default chẳng hạn. Đấy, thế vì một lý do gì đó mà nó ảnh hưởng lớn tới cái khả năng gọi là trả tiền ra cho cái ABS ấy, thì khi đấy nó sẽ có một cái điều khoản nó gọi là rapid amortization provision. Thì nếu mà cái điều khoản này nó được trigger ấy, thì nó dẫn tới cái việc ấy là họ sẽ rút ngắn cái giai đoạn lockout lại. Tức thay vì nó là 3 năm thì nó sẽ chỉ là ví dụ 2 năm thôi chẳng hạn. Và họ sẽ bắt đầu cái giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn amortizing sớm lên. Thế là vì sao lại như vậy? Thì họ bảo là cái lý do mà họ làm như thế là bởi vì khi mà cái đống tài sản bảo đảm nó bị vấn đề gì đó ấy, mà khả năng là khó cải thiện được ấy, thì họ đẩy nhanh cái giai đoạn amortizing đằng sau lên với mục đích ý, là để phân phối cái đống principal cho bọn investor nhanh lên. Thì khi mà phân phối nhanh lên ý, thì mục tiêu đó là kiểu coi như là để trả tiền cho nhà đầu tư để họ có thể dùng tiền đó để mà đầu tư vào những cái nơi khác hấp dẫn hơn, an toàn hơn ý. Thế như kiểu là rút vốn ra từ cái này
đẩy nhanh cái việc rút vốn ra khỏi cái sản phẩm này để mà đầu tư vào nơi khác ấy. Đấy, theo bà là cái cơ chế ấy, như thế nhá, cái nó gọi là rapid amortization provision ấy. Đấy, thì nó là một cái điều khoản là để bảo vệ cái chất lượng tín dụng của cái sản phẩm này thôi. Đấy, để mà nếu mà nó có một cái vấn đề gì đó ấy, thì nó vẫn là ưu tiên cái lợi ích của nhà đầu tư là sẽ trả nợ cho họ nhanh hơn. Đấy, thì phần này thì cũng chỉ cần hiểu, tức là nghe tới cái khái niệm, cái keyword đó thì mới biết là gì thôi là được. Bước sang một cái ý cuối cùng nhá, là cái sản phẩm thứ hai gọi là solar ABS. Cái solar ABS thì bảo là cũng là một cái trend khá là mới, là những cái khoản cho vay để mà các hộ gia đình họ lắp đặt những cái hệ thống năng lượng điện mặt trời. Đấy, thì họ đưa ra một số những cái ưu điểm của những cái khoản, những cái loại chứng khoán như này này. Đấy, thì nó bảo những cái thứ như này thì nó đóng góp vào việc gọi là cải thiện môi trường, đúng không, bảo vệ môi trường này, cái risk và return cũng khá là hấp dẫn này, thường là cũng sẽ đi kèm với một số các cơ chế credit enhancement để tăng chất lượng tín dụng này. Đấy, thì họ cũng nêu ra là nó có nhiều ưu điểm. Thì phần này thì có một cái ý này mình nghĩ là cũng nên nhớ, đó là họ bảo cái sản phẩm solar ABS ấy, nó có một cái giai đoạn họ gọi là pre-funding period. Thì đại loại cái giai đoạn này ấy, có nghĩa là ấy, sau khi mà phát hành ra những cái ABS này rồi ấy, những cái solar ABS ấy, thì cái giai đoạn sẽ có thêm một cái giai đoạn nữa là được phép bổ sung thêm tài sản bảo đảm. Có nghĩa là sẽ có cái khoản gọi là solar loan ấy, là cái khoản cho vay để mà lắp đặt các thiết bị năng lượng mặt trời. Đấy, thì khi mà phát hành ra ABS thì đúng ra là mình đã phải chốt được là có một cái danh mục tài sản bảo đảm gì đó rồi, đúng không, là gồm cái khoản solar loan nào đó rồi. Đấy, nhưng mà ngoài ra họ cho phép là sau đó ấy, sau khi phát hành ấy, thì có thể là sẽ bổ sung thêm những cái khoản solar loan mới vào cái danh mục tài sản bảo đảm ấy. Đấy, miễn sao là những cái khoản mà bổ sung thêm thì nó vẫn đủ chất lượng, đủ cái tiêu chí đặt ra ban đầu. Thế thôi nhá. Cái phần 3 la mã này thì nó cũng dài dòng ấy, nhưng mà tóm tắt lại nó chỉ có vài ý này thôi. Đấy, thì mà cứ hiểu được mấy ý này thì sẽ làm được bài tập. Bước sang phần cuối cùng của bài số 18 này. CDO. Cái CDO là sao? Thì mình lại quay lại cái tree lúc nãy mình vẽ nhá, ở đầu giờ ấy. Thì cái tree thì mình đã xử lý xong được covered bond với cả non-mortgage ABS rồi này. Thế tất cả những cái màu đỏ ở đây là đã được nói đến rồi này. Thì giờ sẽ đến phần CDO. Thì CDO là viết tắt của cái gì? Thì nó chính là tên của phần 4 la mã, đúng không? Collateralized Debt Obligations. Chứ mà thử xem định nghĩa là gì nhá. Họ định nghĩa CDO là những loại chứng khoán được bảo đảm bởi một cái danh mục tài sản bảo đảm gồm nhiều khoản nợ đa dạng. Thế nếu mà như với cái định nghĩa này ấy, thì nó là cái gì, đúng không? Nó có phải là ABS không? Tại sao nó lại sinh ra một thứ như này? Cái thứ mình sẽ giải thích ra cho mọi người như sau nhá. Những cái CDO ấy, thực ra thì nó chính là ABS, nhưng mà nó là những cái loại ABS đặc biệt mà có hai đặc điểm sau, hai đặc điểm chính sau ấy. Đấy, mà không phải cái ABS nào nó cũng có hai đặc điểm này. Đặc điểm thứ nhất ấy, đó là những cái CDO sẽ dùng cái cơ chế gọi là credit changing mà lúc nãy mình học ấy. Credit changing có nghĩa là sẽ có nhiều class, nhiều change với cái độ ưu tiên, cái cấp độ tín dụng khác nhau ấy. Cái thằng senior thì được ưu tiên trả trước, kiểu như vậy. Và một cái đặc điểm thứ hai ấy, đặc thù của CDO ấy, họ gọi là active management. Thế giờ mình sẽ vẽ ra một cái sơ đồ để mọi người hiểu hơn là thế thì hai cái đặc điểm của CDO này nó là gì ấy? Đấy, và nó khác những cái ABS thông thường như thế nào. Rồi nhá, mình vẽ ra này. Giờ mình sẽ có một cái danh mục tài sản bảo đảm. Thì mình sẽ ở đây họ gọi là một cái diversified pool of debt obligations, đúng không? Đấy, thì giờ mình sẽ cứ viết chung chung nhá, là cái gọi là
debt obligation này. Đây là cái danh mục tài sản bảo đảm này. Thế thì giờ ấy, cái mô hình CDO thì sẽ có một thằng gọi là thằng quản lý, là CDO manager. Cái thằng quản lý này sẽ có vai trò là quản lý cái danh mục tài sản bảo đảm này. Đấy, thì mình cứ vẽ ra nhá, là sẽ có một thằng là thằng CDO manager. Rồi. Và hai đặc điểm đúng không? Thứ nhất là credit changing này, thứ hai là active management. Thì nói về đặc điểm thứ nhất trước, credit changing. Credit changing có nghĩa là sẽ phải có nhiều cái class hoặc là nhiều cái changing. Thì giờ vẽ ra nhá, ví dụ là có 3 cái change đi. Vì trong sách họ cũng thường làm như thế. Đấy, cái thứ nhất thì họ gọi là cái senior change này. Cái thứ hai là mezzanine này. Và cái thứ ba thì được gọi là junior đúng không? Đấy, nhưng mà ở phần này thì có một cái tên gọi nữa họ hay áp dụng cho cái change thứ ba, họ gọi nó là equity hoặc là junior change. Thì như lúc nãy mình có nói, với tên gọi như thế này thì rõ ràng là những cái change ở phía trên nó sẽ có cái chất lượng tín dụng cao hơn phía dưới. Senior là có chất lượng tín dụng cao nhất, rồi đến mezzanine này, rồi đến cái thằng equity này. Thế tại sao họ lại gọi là equity change đúng không? Tại vì là cả ba cái change này nó vẫn là nợ. Nó là nợ ấy, nó là debt. Nhưng tại sao lại cái change cuối cùng lại gọi là equity đúng không? Thì cái lý do mà cái change thứ ba họ gọi là equity ấy, không phải bởi vì nó là cổ phần đâu, mà lý do là bởi vì cái change này là cái bọn mà nhận, thường là nhận được cái phần còn lại sau khi cái bọn senior và bọn mezzanine nó nhận hết rồi. Thì với cơ chế đấy thì nó cũng gần giống như cổ đông một công ty đúng không? Đấy, cổ đông một công ty thì cái bọn chủ nợ sẽ được thanh toán trước, còn cái phần còn lại là cho bọn cổ đông. Đấy, công ty hoạt động tốt thì cổ đông được nhiều, hoạt động xấu hoặc là kém thì cổ đông được ít đi. Đấy, thì cái bọn equity change này nó cũng gần giống như vậy. Nó là cái phần gọi là residual ấy, là cái phần dôi ra. Đấy, còn lại bao nhiêu, nhiều hay ít thì cho cái bọn cái change dưới cùng này, họ gọi là equity change. Thế nhá, thì mình xong đặc điểm thứ nhất đúng không? Đấy, tại vì là không phải cái ABS nào cũng sử dụng credit changing ấy. Đấy, có những cái nó không dùng cái cơ chế này. Nên là đây là một điểm cũng có thể coi là nó cũng đặc thù ấy, không phải cái ABS nào cũng có. Nhưng cái điểm thứ hai, active management, đây là cái điểm quan trọng hơn này, là nó phân biệt rõ ràng hơn với các loại ABS khác này. Active management tức là như sau nhá. Giờ ấy thì mình sẽ đặt mình vào vị trí của cái thằng manager ấy, là cái thằng quản lý cái mô hình này. Thế cái vai trò của thằng manager là gì? Cái thằng quản lý này ấy, thì mục tiêu của nó ấy, đó là tạo ra được một cái return đủ lớn từ cái đống tài sản bảo đảm này, để mà ấy, sau khi cái đống return đấy trả tiền xong cho bọn senior và bọn mezzanine rồi ấy, thì cái phần còn lại là sẽ là cái bọn equity change và thằng manager được hưởng. Đấy, thì với mục tiêu là cái phần còn lại cho cái bọn equity và cái thằng manager ấy, nó phải đủ lớn, nó phải đủ hấp dẫn. Đấy, thì nó sẽ giống như là một công ty đúng không? Một công ty bình thường hoạt động ấy, thì có phải là mục tiêu là tạo ra một cái phần lợi nhuận đủ lớn để mà sau khi trả nợ hết thì cái còn lại cho cổ đông là cao ấy. Đấy, thì cái này là cũng như vậy. Và như thế có nghĩa là sao? Mục tiêu thằng quản lý nhá, tạo ra return đủ cao, đủ hấp dẫn cho chính nó này và cho cái trend dưới cùng ấy. Nên là dẫn tới một cái hệ quả ấy, đó là cái thằng manager này nó sẽ phải quản lý cái danh mục tài sản bảo đảm này một cách rất là active ấy. Active có nghĩa là như thế này này. Active thì cái họ cũng miêu tả bằng một cái từ gọi là dynamic, giống như là ở cái phần covered bond ở đầu bài ấy. Dynamic nhá, tức là cái danh mục tài sản bảo đảm này là nó không cố định. Đấy, mà nó sẽ được đầu tư, nó sẽ được quản lý bởi cái thằng manager như thể là một cái danh mục đầu tư ấy. Đấy, thế theo kiểu là cái thằng manager này nó sẽ hoàn toàn là có thể là lựa chọn và thay thế các cái tài sản trong cái danh mục tài sản bảo đảm này. Đấy, để mà đạt được một cái mục tiêu về performance là đạt được return đủ cao ấy. Đấy, thì cái đặc điểm này thì nó cũng khá là đặc biệt
nó khác so với cả những cái ABS thông thường. Tại vì là nếu mọi người nhớ lại nhá, thì ở cái bài số 17, cái bài đầu tiên mình học về ABS ấy, là có một cái sơ đồ về một cái bọn mà nó bán ô tô ấy, họ cho khách mua trả góp ô tô ấy. Thì một cái ABS cơ bản như này thì có phải là cái danh mục tài sản bảo đảm là nó cố định đúng không? Đấy, nó là cái đống customer loan, là cái đống cho vay khách hàng mua ô tô. Và trong suốt quãng đời của ABS này thì cái danh mục tài sản bảo đảm có thể coi là nó cố định. Đấy, họ sẽ không thể là họ thêm những cái thứ linh tinh khác vào. Đấy, thế cái quan trọng ở đây ấy, là không phải là gọi là tạo return càng cao càng tốt từ cái đống cho vay khách hàng mua ô tô, mà mục tiêu ở đây ấy, nó chỉ đơn giản đó là dùng cái đống cho vay mua ô tô đó để mà tạo ra một cái loại chứng khoán khác để mà bán ra ngoài thôi. Đấy, thì đấy là cái có thể hiểu là cái mục tiêu của cả một cái mô hình ABS cơ bản thông thường. Thế nhưng mà sao phần CDO này thì nó khác ở chỗ ấy, đó là mục tiêu ở đây ấy, của CDO ấy, không phải chỉ là để chuyển giao những khoản tiền từ đống tài sản bảo đảm sang cho cái bọn investor, mà mục tiêu là phải tạo ra được return càng cao càng tốt ấy. Đấy, phải đủ hấp dẫn. Và bởi vậy nên là cái danh mục tài sản bảo đảm nó sẽ không phải là cố định một cái nhóm nào đó từ ban đầu, mà hoàn toàn là cái thằng manager nó có thể nó thay đổi. Đấy, trong quãng thời gian để trong tương lai thì họ sẽ phân tích nghiên cứu, và có thể là họ sẽ bán những cái nào có performance kém, mua những cái có performance tốt đi, để quản lý cái danh mục tài sản bảo đảm này như thể là một cái danh mục đầu tư kiếm lời để mà tạo ra return hấp dẫn cho cái bọn equity change và cho chính thằng manager. Thế nhớ nhé, cứ mỗi khi họ nhắc tới CDO ấy, đấy thì mọi người nên nhớ ra cho mình được hai cái đặc điểm này. Credit changing là một này, active management là hai. Là không phải cái ABS nào cũng có hai thứ này, nhưng mà CDO thì nó có. Đây nó có cả hai đặc điểm này. Rồi chúng mình xem các cái ý lý thuyết ở phần số 4 la mã này nhá. Đấy, ý thứ nhất là định nghĩa đúng không? Đấy, CDO là gì này? Đấy, xong rồi CDO, cái cấu trúc CDO ấy, nó sẽ phân phối lại dòng tiền từ danh mục tài sản bảo đảm vào những cái change khác nhau. Thì đây là chính là credit changing này. Và vế đằng sau ấy là yêu cầu một thằng manager quản lý cái danh mục tài sản bảo đảm mà quản lý theo một kiểu active ấy. Và cái danh mục đấy là một danh mục dynamic, tức là nó sẽ thay đổi theo thời gian, nó sẽ được quản lý để mà tạo ra return để kiếm lời. Thì cái từ change thì anh cứ hiểu đồng nghĩa với class ý, là các cấp đi, các nhóm ý. Còn credit thì là các nhóm khác nhau thì có cái mức độ credit rủi ro khác nhau thôi. Vâng. Thế quay lại cái hình này mình vẽ nhá. Thế thì giờ ấy có một cái nhận xét như sau, mình nghĩ mọi người nên biết này. Có phải là cái sơ đồ này này nó sẽ khá là giống cái balance sheet của một công ty. Cụ thể nhá, cái đống debt obligation là cái danh mục tài sản bảo đảm ấy, nó đại diện cho phần asset. Rồi. Tiếp theo, cái phần senior và mezzanine ấy, nó sẽ đại diện cho phần liability. Rồi. Còn cái thằng equity và cái thằng manager thì sao? Đây hai bọn này. Hai bọn này nhá. Thì nó sẽ giống cái phần equity ở trên balance sheet ấy. Thế mặc dù ấy, cái equity change nó vẫn là một cái loại chứng khoán nợ đúng không? Nó không phải là cổ phiếu. Nhưng mà cái tính chất của nó thì khá là giống với equity. Đấy. Tại vì là nó là cái phần dôi ra còn thừa. Đấy, chỉ có thể coi là chỉ có bọn senior và bọn mezzanine là nó giống với nợ thực sự thôi. Đấy, nó sẽ có những cái lãi suất cố định để trả. Còn cái bọn equity change ấy, thì thường bọn này thì cái coupon, cái lãi suất cam kết nó sẽ không cố định ấy. Thì nó sẽ phụ thuộc vào cái performance của cái danh mục tài sản bảo đảm ở bên trái. Đấy, nên có thể coi như là cái phần equity change cũng như là cái phần mà còn lại trả cho thằng manager ấy. Thì cái phần đấy là cái phần
gọi là cái phần net asset đúng không, là cái phần dôi ra còn lại sau khi đã lấy những cái dòng tiền từ đống tài sản để trả hết nợ ấy. Đấy, từ đó thì đấy, mình cũng muốn là mọi người liên hệ tới cái mô hình là cái balance sheet của một công ty, cái CDO nó cũng gần giống như vậy. Và mục tiêu một công ty thì cũng là không phải là quản lý tài sản để mà sau khi trả nợ thì cái vốn chủ sở hữu nó lớn nhất có thể, đúng không? Đấy là mục định, mục tiêu của một công ty thông thường. Thì cái mục tiêu của thằng manager nó cũng gần giống như vậy, là quản lý danh mục tài sản bảo đảm để mà sau khi trả hết nợ thì cái phần tiền còn lại cho chính thằng manager và cái equity change là nó lớn nhất có thể. Đấy, ở đây họ có nói này, cái ý số 2 họ bảo nhá, CDO ấy có thể coi là một cái giao dịch có đòn bẩy. Có đòn bẩy ta hiểu theo kiểu nhá, là cái bọn equity change ấy, nó đi vay cái bọn senior và bọn mezzanine và dùng cái số tiền vay đó ấy, để mà đầu tư vào cái danh mục tài sản bảo đảm. Đấy, nhưng mà như cái hình mình vẽ đây nhá, thì có thể coi như là cái thằng manager và cái bọn equity là cùng một bên ấy. Đấy, là cái bên đó là cái bên đại diện cho equity. Đấy, thì cái bên equity này sẽ đi vay tiền, đi vay bằng cách là phát hành ra senior và mezzanine và dùng số tiền đó cộng với vốn của chính cái bọn equity này, đấy, của thằng equity change này, để mà tạo ra một cái danh mục tài sản bảo đảm, danh mục asset ở bên trái. Đấy, và mục tiêu ấy đó là cái return mà sinh ra từ cái đống tài sản bảo đảm này nó sẽ phải lớn hơn là cái cost, là cái chi phí vay từ việc phát hành ra senior và mezzanine. Đấy, tức cái lãi suất đầu ra là cái return của mình nó phải cao hơn là cái lãi suất đầu vào, là cái chi phí mình vay, để mà cái phần chênh lệch thì cái bọn equity sẽ được hưởng. Mà bọn equity ở đây tức là thằng manager và cái chance ở dưới cùng. Đấy, ở đây họ còn nói như thế đúng không? Họ bảo này, senior và mezzanine thì sẽ thường là sẽ earn được một cái lãi suất cố định. Đấy, trong khi là cái equity chance và cái CDO manager ấy, thì cái return của cái bọn này nó sẽ giống như là equity hơn, tức là giống như cái phần rôi ra còn lại. Thì tất nhiên nhá, là cái equity change ấy, nó vẫn là một cái loại chứng khoán nợ, tức là nó vẫn sẽ phải có một cái lãi suất đi kèm, đúng không? Chứ không thể có chuyện là giống như là cổ phiếu xong rồi mà là có bao nhiêu được bấy nhiêu ấy. Đấy, nhưng mặc dù là có một cái lãi suất đi kèm theo nó, đấy, nhưng mà cái return thực tế của nó ấy, đấy thì nó sẽ vẫn giống như là equity hơn, tức là nó sẽ là cái phần rôi ra, cái phần residual. Bước sang ý số 3 nhá. CDO ấy thì có rất nhiều loại khác nhau. Thế họ sẽ phân loại CDO ra làm các nhóm nhỏ hơn, phụ thuộc vào việc là cái danh mục tài sản bảo đảm của cái CDO nó gồm những thứ gì. Thì trong sách họ có nêu ra một vài các loại khác nhau, thì mình nghĩ là không quan trọng đâu. Mình chỉ quan tâm tới đúng một thứ thôi. Nó là CLO. Thì CLO ấy là viết tắt của Collateralized Leverage Obligation. Thì CLO nó là những cái CDO mà cái tài sản bảo đảm ấy nó là những cái leverage bank loans. Đấy, mà leverage loans thì cũng có nói rồi, là cái khoản ngân hàng cho các công ty mà có rủi ro cao hoặc là có một lượng nợ lớn vay tiền ấy. Thì họ bảo là cái CLO này là cái sản phẩm CDO phổ biến nhất. Đấy, nên là họ sẽ chủ yếu họ nói về cái CLO. Nhưng mà ngoài CLO ra ấy, thì nó còn nhiều các loại CDO khác nữa, với những cái loại tài sản bảo đảm đa dạng khác nữa. Thế thì những cái khác nữa ấy, thì không quan trọng đâu. Thế nếu mọi người đọc xong sách thì họ sẽ nêu ra một vài tên gọi gì gì đó ấy. Đấy, thì cũng có thể bỏ qua ấy. Ở đây thì mình chỉ quan tâm tới cái CLO thôi, là cái dạng CDO điển hình nhất. Thì sau đó họ có nói này, là trong CLO ấy thì lại chia nhỏ ra làm các loại CLO khác nhau. Cash flow CLO này, market value CLO với cả synthetic CLO. Thì phần này nhá, mình nói trước luôn, đó là ba cái nhóm CLO này thì trong sách họ có miêu tả ngắn gọn nhưng nó cũng rất là chung chung ấy, nó cũng khá là khó hiểu. Đấy, nên là cái phần này thì mình nghĩ là nó không quan trọng đâu. Giờ mình sẽ nói qua qua nhá, nói lại thứ trong sách nó nói, nhưng mà không cần là phải hiểu kỹ.
Em chỉ cần biết thế thôi, đấy, chứ họ sẽ không hỏi đến đâu. Thì COO ấy, thì cash flow COO là gì? Thì cash flow COO ấy, nó là cái loại COO điển hình nhất, mà giống như là cái mô hình mà mình vẽ cho mọi người từ đầu đến giờ ấy. Có nghĩa là cái danh mục tài sản bảo đảm mà nó cứ sinh ra dòng tiền là cash flow ấy, thì cái cash flow đó sẽ được phân phối cho các cái change, cái senior, mezzanine, equity các thứ. Thì đó là cái điển hình nhất, là cái quen thuộc nhất ấy, là cash flow COO. Có cái market value COO và cái synthetic COO thì nó khó hiểu hơn. Thì họ nói như thế này này, market value COO ấy là những cái COO mà cái value dành cho mỗi một cái change này, tức cái value dành cho từng thằng senior, mezzanine và equity ấy, nó sẽ được xác định dựa trên cái market value của cái danh mục tài sản bảo đảm. Còn họ dựa theo market value xong họ làm cái gì nhá, họ thực hiện các bước như nào ấy, thì họ không giải thích. Thế nên mình nghĩ không quan trọng đâu, cứ biết cái tên gọi nó như thế thôi. Market value có nghĩa là cái value cho mỗi change sẽ được xác định dựa trên cái market value hiện tại của cái đống tài sản bảo đảm. Còn cái synthetic COO ấy, thì họ bảo là đây là một cái loại COO mà cái danh mục tài sản bảo đảm ấy, nó sẽ không dùng trực tiếp các cái khoản loan, mà sẽ được tạo ra bằng một nhóm những cái hợp đồng nó gọi là credit derivatives, tức là những cái hợp đồng phái sinh tín dụng. Thì ý của họ đấy đó là họ sẽ tạo ra một cái phiên bản synthetic của cái đống tài sản bảo đảm ấy. Đống tài sản bảo đảm bây giờ không phải là những cái khoản loan hay là receivable nữa, mà nó sẽ tạo ra bằng những cái loại phái sinh khác nhau mà nó mô phỏng lại kiểu như vậy. Đấy, thì tóm lại nghe nó rất là chung chung, thì mình nghĩ nó không quan trọng đâu. Đấy, chỉ cần một người biết qua qua thì thôi. Là COO thì nó có ba thứ như vậy. Đấy, xong cũng có thể bỏ qua ấy. Và họ bảo nhá, là kể cả là dùng mô hình nào đi nữa, loại nào đi nữa ấy, thì cái mô hình CDO nói chung và COO nói riêng ấy, thì một cái rất quan trọng đó là cái thằng equity change. Tức cái mô hình CDO hay là COO nó chỉ thành công, nó chỉ hiệu quả nếu như mà cái equity change nó nhận được cái return đủ lớn thôi. Đấy. Còn nếu như mà như cái mô hình vẽ đây, kể cả là cái thằng senior và mezzanine mà được trả hết nợ đầy đủ nhá, nhưng nếu như cái thằng equity, cái thằng equity change ở dưới cùng ấy, mà cái return của nó là rất thấp hoặc là không có ấy, thì có thể coi là cái mô hình này là thất bại. Cái mục tiêu thì nó cũng giống một công ty đúng không, là maximize cái giá trị cho shareholder. Nếu một shareholder mà không có tiền hoặc là có ít tiền thì là thất bại rồi. Thôi. Thế có những cái thứ khó nhất về CDO và COO thì mọi người đã biết rồi. Thì giờ mình sẽ nói nốt hai ý còn lại, khá là dễ hiểu. Ý thứ tư nhá, họ bảo ấy là cái thằng manager, cái thằng quản lý ấy, thì trong suốt quãng đời của cái CDO ấy hay là COO ấy, thì nó sẽ có những cái gọi là performance test. Thì đây là cái bài test về tài chính ấy, về các chỉ số tài chính ấy, để đảm bảo là cái chất lượng của danh mục tài sản bảo đảm nó phải đủ cao, nó phải đủ an toàn. Đấy. Nó sẽ có cái giới hạn và những cái bài test có liên quan tới cái đống tài sản là phải duy trì. Có bảo là nếu như mà ở một thời điểm nào đó ấy, mà một trong những cái giới hạn hoặc những cái bài test này mà nó bị fail ấy, có nghĩa là ở cái thời điểm đó là cái mọi thứ nó đang rủi ro quá cao, để cái danh mục tài sản bảo đảm là chất lượng nó bị tụt đi rồi, là có vấn đề. Thì khi đó ấy, thì sẽ có một cái điều khoản nó được thực hiện, trigger này, và sẽ yêu cầu ấy, đó là ngay lập tức là sẽ phải lấy tiền từ đống tài sản bảo đảm để trả cho cái thằng senior, trả luôn cái phần principal cho thằng senior ấy, cho đến khi nào mà những cái bài test này nó không bị fail nữa. Thế thì ý của câu này tức là sao? Ý của họ ấy là như thế này này, bây giờ mọi người nhìn sang cái sơ đồ này nhá. Ý họ ấy là khi mà mọi thứ nó trở nên rủi ro rất nhiều, rất là có vấn đề ấy, thì mục tiêu là phải giảm rủi ro đi đúng không? Thì giảm rủi ro đi bằng cách là họ sẽ giảm đòn bẩy đi. Để giảm đòn bẩy đi, họ miêu tả một cái từ họ gọi là deleverage. Đấy, deleveraging the COO này.
Thế deleveraging ấy tức là giảm leverage. Mà làm thế nào để giảm leverage? Là phải trả nợ đúng không? Đấy, có nghĩa là bây giờ để giảm bằng 7 đi thì mình sẽ ngay lập tức mình sẽ trả luôn, trả cái phần principal cho cái bọn senior này, trả cho đến khi nào mà những cái bài test nó không bị fail nữa, thì lúc đó thì cái lượng đòn 7 nó mới đủ thấp ấy, thì mọi thứ nó mới an toàn trở lại. Đấy, nên là ở đây nhá, thì mọi người nhớ cho mình những cái keyword ấy, đó là performance test này, xong rồi collateral limit này. Đấy, xong nếu mà fail những cái bài test hay những cái limit như vậy thì sẽ phải thanh toán principal cho bọn senior. Đấy, và cái keyword quan trọng đây đấy là deleveraging, tức là cái những cái điều khoản như này nó là một hình thức để giảm đòn bẩy đi. Ý cuối cùng nhá là nói về một cái đặc điểm của CLO ấy, mà nó khá là giống với cả cái Solar ABS lúc nãy mình học ấy. Thế mình không biết nó giống đến đâu đâu, nhưng mà để nghe trong sách có miêu tả thì khá là giống. Thì giống một điểm như sau này, đó họ bảo ấy là sau khi mà xong những cái giao dịch CLO phát hành ra xong rồi ấy, thì sẽ có một cái giai đoạn nó gọi là ramp up period. Thì cái giai đoạn ramp up period này nó khá là giống với giai đoạn pre-funding period của những cái solar ABS ấy, ở chỗ ấy là trong cái giai đoạn ramp up này thì sẽ được phép bổ sung tài sản bảo đảm vào cái danh mục tài sản. Và kể cả là sau giai đoạn này nhá, hết giai đoạn ramp up rồi ấy, thì thằng manager là có thể là nó không được phép bổ sung thêm tài sản bảo đảm nữa, nhưng mà nó được phép là thay thế, tức là nó thay những cái cũ và những cái mới, miễn là những cái khoản loan mới, cái tài sản bảo đảm mới nó đáp ứng được cái tiêu chí đặt ra ban đầu. Đó. Mình xong được bài số 18 nhá. Rồi học nốt bài số 19 này, thì lại quay lại cái sơ đồ đầu giờ mình vẽ là cái tree có mấy cái nhánh ấy. Đấy, thì bài số 19 là sẽ học về tất cả những thứ liên quan tới MBS. Thế những cái loại chứng khoán mà được bảo đảm bởi các khoản cho vay bất động sản thì học bài số 19. Đấy, thế những cái thứ gì từ MBS trở về xuống ở cái ở nửa bên tay trái cái tree này là bây giờ sẽ học. Rồi nhá, mình sẽ bắt đầu bài số 19 này. Thì phần số 1 la mã là nói về một cái rủi ro rất là quan trọng đối với các sản phẩm MBS, đó gọi là prepayment risk. Thì trước khi mà nói về cái rủi ro này thì mình muốn nói tới một khái niệm này trước đã, đó là prepayment option. Đấy, thực ra cái này mình cũng có nói qua ở bài số 18 rồi, nhưng mà giờ mình muốn nhắc lại. Để prepayment option ấy là nói tới việc là sẽ có một số các khoản cho vay là khoản loan ấy, thì cái bên đi vay được phép là trả trước so với lịch, và trả trước ở đây là trả trước phần nợ gốc. Đấy. Thì ví dụ như là mình vay tiền ngân hàng đi mua nhà chẳng hạn. Đấy, nãy cũng có nói tới cái đấy đúng không? Mình sẽ đẩy nhanh cái tiến độ, cái số tiền hàng tháng mình trả để cái khoản nợ gốc nó được trả nhanh hơn, để cái coi như cái khoản loan, cái khoản mình đi vay nó kết thúc sớm hơn ấy. Thì cái quyền trả trước này, cái trả có thanh toán trước hạn này ấy, nó mới dẫn tới một cái rủi ro gọi là prepayment risk. Thì định nghĩa nhá, prepayment risk ấy là cái rủi ro của việc là cái bên đi vay họ thanh toán toàn bộ hoặc là một phần cái khoản nợ gốc ở một cái tiến độ khác so với lịch. Thì đây là một cái quan trọng mọi người phải lưu ý này. Tiến độ khác ấy có nghĩa là hoặc là trả sớm hơn, nhưng mà cũng có thể là trả muộn hơn nhá. Cái trả muộn hơn thì không có nghĩa là cho phép như vậy đúng không? Thế ban đầu có một cái lịch trả nợ thì rõ ràng là trả muộn hơn thì là trả muộn ấy. Nhưng cái mà mình muốn nhấn mạnh ấy, đó là tên gọi của cái rủi ro này họ gọi là prepayment risk. Nhưng mà cái rủi ro này nó không chỉ nói tới việc là trả sớm hơn lịch đâu, mà nói tới cả việc trả muộn hơn lịch nữa. Nên đừng có từ cái tên gọi này mà mọi người hiểu nhầm ấy. Cứ miễn lệch đi khỏi lịch thì là prepayment risk. Để không quan trọng là sớm hơn hay muộn hơn. Đấy, chứ không phải là prepayment thì chỉ xét ở sớm hơn ấy, là không phải như vậy. Đấy, thế bây họ bảo nhá, prepayment risk nó sẽ có hai thành phần.
contraction risk và extension risk. Đấy, giờ thì mình sẽ hiểu đó là hai cái rủi ro nhỏ hơn này, một cái sẽ liên quan tới việc là trả sớm quá và một cái liên quan tới việc là trả muộn quá. Đấy, thì mình sẽ đi vào hai rủi ro này nhá. Ý thứ hai này, contraction risk chưa? Đấy, thì phần này thì trước khi mình giải thích cụ thể thì mình sẽ nói cho mọi người một cách như này, mong là mọi người có thể dễ nhớ hơn này. Contraction ấy, tức là nó bị thu hẹp lại đúng không? Nó bị ngắn đi đúng không? Nên là khi mà mọi người nghe thấy cái tên gọi này, contraction risk ấy, thì mọi người nên liên tưởng tới việc ấy, đây là một cái rủi ro mà khiến cho cái MBS kỳ hạn nó ngắn đi. Thế thì cái gì nó khiến cho cái MBS kỳ hạn nó ngắn đi? Có phải là cái MBS ấy là nó được đảm bảo bởi cái khoản gọi là cho vay bất động sản đúng không? Thế thì cái MBS kỳ hạn nó ngắn đi chỉ khi mà cái tiến độ trả tiền của cái đống cho vay bất động sản là nó nhanh lên đúng không? Nó nhanh lên suy ra là cái thằng borrower ấy, là cái thằng đi vay mua nhà là nó trả sớm lên, nó trả sớm so với lịch. Đây đấy định nghĩa nhá, contraction risk là cái rủi ro của việc ấy, cái thằng đi vay nó trả toàn bộ hoặc là một phần cái phần nợ gốc sớm hơn lịch. Trả càng sớm thì những cái khoản loan nó đáo hạn càng nhanh, khoản loan đáo hạn càng nhanh thì những cái MBS đáo hạn cũng càng nhanh, thì nó ngắn hạn hơn thì gọi là contraction. Và cái rủi ro này nó sẽ xảy ra khi mà lãi suất giảm. Đây là một cái quan trọng nhá, mà phải nhớ cái này. Thế tại sao lãi suất giảm thì người ta lại trả sớm hơn? Thì cái logic ở đây ấy, nó cũng giống như là một cái callable bond ấy. Có phải là một cái callable bond thì cái thằng issuer, cái thằng phát hành ra cái bond, nó sẽ call lại cái bond khi mà lãi suất thấp, lãi suất giảm. Tại vì khi mà lãi suất giảm ấy, thì nếu mình là cái thằng đi vay nhá, mình sẽ muốn là mình bỏ cái khoản vay cũ đi, mình đi vay các nguồn mới với lãi suất thấp hơn ấy. Đấy, nên bên dưới góc nhìn của một thằng đi vay tiền mua nhà chẳng hạn, nếu mà lãi suất ở bên ngoài mà giảm thì mình sẽ muốn là mình trả nhanh cái khoản cũ đi, mình gọi là mình refinance bằng một cái nguồn khác lãi suất thấp hơn ấy. Đấy, và để mà trả khoản nợ cũ nhanh lên thì mình sẽ đẩy nhanh tốc độ trả trước, mình sẽ trả trước hạn. Nên là contraction risk và lãi suất giảm nó luôn đi đôi với nhau. Cái hệ quả của contraction risk là gì? Đấy, theo bảo là cái hệ quả ấy là nó sẽ gây bất lợi cho thằng investor. Tại vì là risk đúng không? Thường thì risk thì rủi ro thì quan tâm tới những cái xấu hơn ấy. Thì rủi ro nhá, đó là mình mà là cái thằng mua cái MBS ấy, thì mình nhận được tiền sớm hơn lịch. Sớm hơn lịch thì mình sẽ phải tái đầu tư những khoản tiền đó ở một cái lãi suất thấp hơn. Tại vì là contraction risk nó sẽ chỉ thường xảy ra khi lãi suất thấp ấy. Nên mình nhận tiền về khi lãi suất thấp, mình tái đầu tư ở lãi suất thấp thì mình bị thiệt này. Ngoài ra ấy, thì cái contraction risk này nó dẫn tới một cái hệ quả thứ hai nữa, là nó khiến cho cái tiềm năng tăng giá của cái bond nó bị chặn ở phía trên. Thế cái này có nghĩa là sao? Thì cái này để mà đơn giản nhất ấy, thì mình sẽ liên hệ lại từ cái phần callable bond nhá. Tại vì là một cái MBS mà có cái quyền trả trước này, nó rất giống với cả một cái callable bond. Nó giống ở chỗ ấy, đó là khi lãi suất thấp thì cái thằng đi vay nó sẽ call hoặc nó sẽ trả trước, đúng không? Nó khá là giống ở điểm đấy. Thì mọi người nhớ cho mình là cái đồ thị về yield và price của một cái callable bond ấy. Đấy, trục tung thì là price, trục hoành thì họ gọi là benchmark yield ấy. Đấy, thì mà vẽ ra cái này cho một cái bond thông thường thì là một cái đường cong lồi màu đen này nhá. Còn vẽ ra cho một cái bond callable ấy thì là một đường màu đỏ này đi. Đường màu đỏ thì ở nửa bên tay phải nó sẽ khá là trùng với đường màu đen. Nhưng mà khi mà sang bên tay trái, lãi suất mà thấp ấy thì nó sẽ bị bẻ ngang ra như thế này. Nó sẽ bị chặn ở phía trên, nó bị chặn ở cái call price đúng không? Thế thì cái đường, cái đồ thị cho cái MBS sẽ gần giống như thế này. Nó sẽ giống như là cái đường màu đỏ của callable bond. Nó giống ở chỗ là khi mà mình dịch sang bên tay trái là lãi suất thấp, thì cái quyền call của thằng phát hành nó gần giống cái quyền prepay, cái quyền trả trước của cái thằng đi vay mua nhà ấy. Nó cũng sẽ khiến cho là cái giá trị của cái callable bond cũng như là cái MBS nó sẽ bị chặn ở phía trên.
đấy, nó sẽ giới hạn cái tiềm năng tăng giá của cái sản phẩm đó. Thì mình nghĩ là liên hệ như thế là sẽ dễ hiểu nhất. Cái giải thích kỹ hơn dòng tiền các thứ nó phức tạp. Đấy, cứ nhớ cho mình MBS thì giống với callable bond, thế là được. Và sang cái rủi ro thứ hai nhá, extension risk. Extension risk ấy là ngược lại đúng không? Extend tức là dài ra. Extension risk là cái rủi ro mà cái MBS kỳ hạn nó dài ra. Thì kỳ hạn nó chỉ có thể dài ra ấy khi mà cái bọn đi vay mua nhà, bọn nó trả chậm hơn lịch. Thế mà trả chậm hơn lịch khi nào? Trả chậm hơn lịch khi mà lãi suất cao, lãi suất tăng. Tại vì đây dưới góc nhìn của mình là một thằng đi vay mua nhà, nếu mà lãi suất ở ngoài mà nó cao ấy thì mình sẽ vẫn muốn giữ cái khoản vay hiện tại với lãi suất thấp hơn trong quá khứ đúng không? Chứ đời nào mình lại muốn là mình trả cái khoản nợ cũ nhanh lên rồi lại phải vay tiếp ở bên ngoài với lãi suất cao hơn ấy. Đấy, thì lãi suất mà càng cao thì mình sẽ muốn giữ khoản nợ cũ, còn lãi suất mà càng thấp ấy mình sẽ muốn là bỏ khoản nợ cũ đi thay một khoản nợ mới. Đấy, thì đó chính là logic của cái phần contraction và extension. Thế nhá, thế bây giờ thì extension lãi suất cao này, cái bọn đi vay mua nhà nó trả chậm hơn thì sao đúng không? Hệ quả là gì? Thì cái phần này trong sách là nó hơi khó hiểu một xíu. Họ bảo như sau này: lãi suất mà cao thì sẽ làm giảm cái value của những cái dòng tiền mà bọn investor nhận được. Thì cái câu này có nghĩa là gì? Thế cái này thì sách mấy năm trước nó nói dễ hiểu hơn, năm nay họ đổ lại cái câu này mình thấy nó hơi khó hiểu. Thì mọi người nên hiểu câu này như sau nhá. Ý của họ ấy, đó là mình là thằng investor, mình đang cầm một cái MBS đúng không? Đấy, thì cái MBS thì nó cũng gần giống một cái bond ấy. Mà cái bond thì cái giá nó sẽ tỷ lệ nghịch với cả lãi suất. Thế ý của họ đây là khi mà lãi suất mà cao thì một cái xấu cho mình, lãi suất cao thì giá giảm, nên là cái bond mình cầm giá trị nó giảm đi. Đấy, nên ý của họ là khi lãi suất cao thì PV của những cái dòng tiền nó bị giảm, có nghĩa là cái giá trị của cái MBS đối với mình nó sẽ giảm đi. Ý là thế. Đấy, nhưng cái câu này đọc qua thì nó hơi khó hình dung ra ấy. Đấy, nhưng mọi người nên hiểu cái kiểu như vậy nhá. Đấy, lãi suất tăng thì giá giảm. Quay về đằng sau thì dễ hiểu hơn này, họ bảo ấy. Extension tức nghĩa là trả chậm ấy, thì sẽ trì hoãn cái việc mình nhận tiền. Mà trì hoãn về việc mình nhận tiền ấy thì nó lại bất lợi cho mình ở chỗ ấy. Đó là bây giờ lãi suất ở bên ngoài đang cao, lãi suất bên ngoài đang cao thì mình muốn là nhận tiền về càng sớm càng tốt để mình tái đầu tư với lãi suất cao. Mà giờ cái bọn kia nó lại trả chậm ấy, thì bọn kia nó trả chậm thì nó có lợi cho bọn nó đúng không? Nhưng nó có hại cho mình. Vì bây giờ mình muốn tận dụng cái lãi suất cao để mình đi đầu tư nơi khác thì lại bị chậm hơn ấy. Đấy, vậy thôi. Đấy. Thì giải thích đầy đủ dài dòng thì là như thế nhá. Thì mọi người nhớ được, mọi người hiểu được thì tốt này. Nhưng mà tối thiểu ra ấy, khi mà nhắc tới contraction và extension risk ấy, thì cái tối thiểu cần phải nhớ là như sau. Contraction là rủi ro khiến cái MBS ngắn hạn hơn. Ngắn hạn hơn xảy ra khi mà bọn đi vay nó trả sớm, mà bọn đi vay trả sớm khi mà lãi suất thấp. Đấy. Còn extension thì ngược lại đúng không? Là cái rủi ro mà cái MBS kỳ hạn nó dài hơn, kỳ hạn dài hơn khi mà cái bọn đi vay nó trả muộn hơn lịch, mà nó trả muộn hơn lịch khi mà lãi suất cao. Đấy là cái tối thiểu nhá. Nhớ được cái đấy thôi thì mình sẽ suy luận ra được những cái thứ đằng sau. Ý thứ tư thì nói tới một khái niệm gọi là time changing. Đấy, thế giờ thì là một cái mới này, để viết trên màn hình nhá. Time changing khác gì so với credit changing? So sánh. Thì những cái cơ chế gọi là changing như này thì giống như bài trước, đó là mình sẽ có một cái đống tài sản bảo đảm. Đấy, ở bài này cụ thể nó sẽ là cái khoản cho vay bất động sản đúng không? Sau mình sẽ dùng để mình phát hành ra các cái change. Ví dụ là ABC nhá. Thế này đi. Thì ở bài trước mình học về credit changing. Thì credit changing đặc điểm của ba cái ABC này, đó là ba cái ABC này nó sẽ có cái rủi ro tín dụng khác nhau. Đấy, thường là thằng A sẽ có rủi ro tín dụng thấp nhất, rồi đến thằng B, rồi đến thằng C đúng không? Đi học rồi này. Cái time changing thì khác ở chỗ ấy. Time changing nhá, mình cũng sẽ dùng cái đống tài sản bảo đảm để mình phát hành ra những cái change, những cái
nhóm chứng khoán khác nhau ABC. Nhưng mà những cái nhóm ABC này nó sẽ có cái prepayment risk khác nhau, chứ không phải là credit risk khác nhau nữa. Thế là cách khác nhá, tự nhiên này này. Credit changing ấy thì mục tiêu là để phân phối lại credit risk. Nhưng mà time changing ấy thì mục tiêu là để phân phối lại prepayment risk. Mà prepayment risk nó chính là hai cái rủi ro vừa học ấy, contraction và extension. Thế phân phối lại thì như thế nào? Thì ở cái phần đằng sau ấy, họ sẽ dạy một vài cơ chế time changing cụ thể, thì lúc đấy mình sẽ nói kỹ hơn một xíu. Còn hiện tại thì chỉ cần biết chung chung thôi. Phân phối lại có nghĩa là ba cái change ABC này, thì mỗi một cái change ấy, nó sẽ có contraction và extension risk ở các cấp độ khác nhau. Đấy, nên là mình là thằng investor thì mình có thể lựa chọn được cái sản phẩm mà phù hợp với một cái mong muốn của mình ấy. Ví dụ mình muốn nhận extension risk nhiều hơn nhưng lại muốn nhận contraction risk ít hơn chẳng hạn, thì nó sẽ có một cái sản phẩm nào đó tương ứng với cái khẩu vị rủi ro của mình để mình lựa chọn. Thì đó nó gọi là time changing. Thế cái mấu chốt đó là hai cơ chế này nó khác nhau ở cái loại rủi ro mà nó phân phối lại. Một cái là phân phối lại rủi ro tín dụng, cái kia là phân phối lại cái rủi ro thanh toán không đúng lịch, hay trả trước hoặc trả sau lịch. Sang phần số 2 là mã. Số 2 là mã thì học về một cái thứ cũng khá là dễ hiểu, đơn giản này. Residential mortgage loans. Tức là giờ mình sẽ đi từ những cái cơ bản nhất, đó là cái đống tài sản bảo đảm ấy, là cái khoản đây cụ thể nhá, mình đang quan tâm tới cái này, nó chính là cái tài sản bảo đảm cho những cái gọi là RMBS, đúng không? Tại vì là RMBS ấy, thì cái chữ R, residential, bất động sản nhà ở. Thì phần 2 la mã là học về những cái khoản cho vay để mua nhà, nhà ở người dân bình thường, các hộ gia đình ấy. Đấy, thì mình xem là những cái khoản loan mà dùng làm tài sản bảo đảm này thì nó có đặc tính gì. Đấy, thì mình tạm thời là mình chưa đi vào cụ thể những cái ABS hay là MBS như thế nào. Mình xem cái đống tài sản bảo đảm trước đã. Đấy, thì những cái này nó khá là dễ hiểu như sau nhá. Định nghĩa này, mortgage loan là một cái khoản để cho vay bất động sản mà cái tài sản bảo đảm nó sẽ chính là cái bất động sản mà được cấp vốn đi vay để mua ấy. Đấy, và yêu cầu là cái thằng đi vay sẽ phải trả các khoản tiền hàng tỷ để trả cả gốc lẫn lãi, đúng không? Thì cái này thì dễ hiểu nhá, không có gì. Đi vay để mua một cái nhà thì chính cái nhà đó là tài sản bảo đảm. Thì khi mà để phân tích và đánh giá rủi ro những cái khoản residential mortgage loan ấy, thì họ có hai chỉ số họ hay sử dụng. Chỉ số thứ nhất gọi là loan to value, LTV này. Loan to value được tính nhá, là bằng cái số lượng mà mình vay để mua nhà chia cho giá trị căn nhà đó. Ví dụ một cái nhà có giá trị là 1.000 mà mình vay tận 800 để mình mua, có nghĩa là cái vốn của mình nó chỉ là 200 thôi ấy. Thì cái loan to value nó tận là 80%. Mình vay tận 80% giá trị của cái nhà đấy từ ngân hàng chẳng hạn. Thì kết luận đây nhá, cái loan to value mà càng cao ấy thì rủi ro càng lớn. Đấy, thì cái đấy có nghĩa là mình nợ càng nhiều, đúng không? Thế dưới góc nhìn của một cái thằng analyst là phân tích tín dụng ấy, mình nhìn vào khoản vay mình thấy là cái thằng đấy vay càng nhiều thì đương nhiên là nó càng rủi ro ấy. Một cái chỉ số thứ hai gọi là debt to income, DTI này. Thì cái debt to income cũng rất là dễ hiểu nhá, được tính này là bằng cái số tiền trả nợ hàng tháng của một người, là cái người mà đi vay mua nhà ấy, chia cho cái tổng thu nhập trước thuế hàng tháng của họ. Đấy, khi cái ratio này nó so sánh cái nghĩa vụ nợ hàng tháng với cả cái thu nhập trước thuế hàng tháng thôi, thì cái DTI này càng thấp càng tốt, đúng không? Đấy, cái DTI mà càng cao có nghĩa là cái rủi ro trả nợ càng lớn. Đấy, nếu mà cái lương tháng của họ mà phần lớn là dùng để trả tiền nhà chẳng hạn thì rõ ràng là rủi ro cao hơn ấy. Đấy, nên kết luận đây nhá, kết luận này đó là nếu mà cái LTV và cái DTI này mà cao ấy thì suy ra là rủi ro cao.
dễ hiểu nhá. Ý thứ ba là một cái cũng đã được biết đến rồi này, thì nói lại này. Prepayment option, hay còn gọi là early repayment option, cho phép cái bên đi vay để mua nhà ấy là được phép trả trước một phần hoặc là toàn bộ cái số dư hiện tại của khoản nợ của họ trước khi đáo hạn. Đấy. Và có một số những khoản cho vay mua nhà ấy thì họ sẽ có một cái gọi là prepayment penalty, thì nó sẽ có một cái kiểu là một cái khoản phí, một khoản phạt ấy, là nếu như mà muốn trả trước thì sẽ phải trả thêm cái khoản phí đấy. Đấy thì nó coi như là nó không khuyến khích cái việc trả sớm, mà khuyến khích là trả đúng như lịch ban đầu. Đấy, tại vì nếu mà trả sớm, ở đây cụ thể nó được trả trước đúng không, thì trả trước thì nó sinh ra cái contraction risk ở phía trên đi, thì nó cũng gây ra một số cái bất lợi cho investor, nên họ không khuyến khích điều đấy. Đấy, nếu mà muốn thực hiện cái quyền trả trước đó thì đối với một số khoản vay là sẽ phải trả một khoản phí, một khoản gọi là penalty, một khoản phạt đấy. Ý thứ tư nhá, các khoản vay để mua nhà residential mortgage ấy, thì họ chia ra làm hai loại là recourse với cả non-recourse. Recourse có nghĩa là ấy, cái bên cho vay được phép là đòi cái phần chênh lệch giữa cái số dư của khoản nợ và cái giá trị của tài sản bảo đảm nếu như mà có default xảy ra. Đấy, giả dụ nhá, là cái thằng đi vay mua nhà ấy nó vỡ nợ, và ở thời điểm đó thì nó vẫn đang nợ là 500 nhưng mà cái nhà chỉ có giá là 400 thôi, thì nếu mà là recourse ấy, thì cái bên cho vay, ví dụ một ngân hàng đi, được phép là thu hồi lại cái nhà là 400 đúng không, nhưng mà được phép đòi cái thằng mua nhà là phải trả thêm cái phần 100 bị thiếu ấy. Được phép đòi cái phần chênh lệch, cái phần chênh giữa số dư khoản nợ lúc default và giá trị của cái tài sản bảo đảm lúc đó. Còn non-recourse thì là ngược lại thôi, là cái bên cho vay chỉ được phép đòi cái đống tài sản bảo đảm thôi. Còn đống tài sản bảo đảm mà nó bị thiếu ấy, nó thấp hơn là cái số dư khoản nợ lúc đó ấy, thì cũng bỏ qua, không được phép đòi phần chênh lệch. Sang tra tiếp nhá, ba la mã này. RMBS, sau khi mà đã học tới những cái gọi là tài sản bảo đảm nó như thế nào rồi, thì giờ mình sẽ học tới thế thì cái loại chứng khoán mà được phát hành ra mà dùng cái tài khoản tài sản bảo đảm ở phần 2 la mã nó như thế nào nhỉ? Phần 1 nhá, agency và non-agency này. Cái này thì ở lúc nãy mình có nói rồi, thì nó nhanh qua lại này. Agency RMBS ấy, là những cái loại chứng khoán được phát hành ra và được bảo đảm bởi chính phủ và các tổ chức là bán chính phủ. Đấy. Thì những cái tài sản bảo đảm cho những cái agency RMBS ấy, thì họ miêu tả bằng cái tên nó gọi là conforming mortgages. Mà cái từ conforming ấy có nghĩa là nó sẽ phải tuân theo những cái tiêu chí thẩm định rất là chặt chẽ, gọi là underwriting standard, tức là chất lượng phải cao thì mới được phép dùng làm bảo đảm cho cái loại sản phẩm mà chính phủ hoặc các tổ chức bán chính phủ phát hành ra. Còn cái nhóm thứ hai là non-agency, đấy, được phát hành bởi các tổ chức tư nhân khác, không phải là chính phủ, thì chất lượng tín dụng nó thấp hơn, uy tín không bằng, nên là thường sẽ phải sử dụng credit enhancement để mà tăng chất lượng tín dụng lên. Và những cái tài sản bảo đảm cho cái phần non-agency thì họ gọi là non-conforming, tức là nó sẽ không thể được những cái tiêu chuẩn cao như là cái phần agency phía trên đi, rủi ro sẽ cao. Cái phần số 2 và phần số 3 tiếp theo ấy, mình sẽ học về hai cái loại agency RMBS. Đấy. Thì agency RMBS nó sẽ không chỉ gồm hai cái này đâu, nó có thể nó gồm nhiều thứ khác nữa, nhưng trong sách thì nó chỉ nói tới hai cái này thôi. Thì cái đầu tiên nha, gọi là mortgage pass through securities. Đấy. Thì và định nghĩa này, một cái gọi là mortgage pass through security ấy, nó là một cái loại chứng khoán mà được tạo ra ấy, khi mà một cái bên cho vay để mua nhà ấy
họ gom cái đống loan của họ lại, đấy, cái đống tài sản của họ ấy, sau họ lại dùng cái đống loan đấy làm bảo đảm để phát hành ra các loại chứng khoán. Thế thì ý của cái này là sao? Ý anh như sau này, nếu mình vẽ ra cái sơ đồ ấy thì như này nhá. Giờ mình có cái khoản gọi là residential mortgage như này. Đây là tài sản bảo đảm. Mình sẽ dùng cái này để mình phát hành ra những cái gọi là mortgage pass through security. Xong rồi bán ra cho investor. Thì cái đặc điểm của cái mô hình này là mình không hề dùng credit changing hay là time changing gì hết, đúng không? Tức là bây giờ ban đầu mình có một cái đống là cái đống cho vay mua nhà ở này, thì mình sẽ lấy toàn bộ cái đống đấy làm bảo đảm và mình chỉ phát hành ra một sản phẩm duy nhất thôi, là cái pass through security này, chứ mình không phân phối lại ra thành ABC các cái trends khác nhau nữa. Thế nó chỉ có một sản phẩm duy nhất thôi. Và cái sản phẩm này nó gọi là pass through ấy, là bởi vì là tại vì chỉ có một sản phẩm cho nên là cái đống tài sản bảo đảm mà nó cứ sinh ra tiền thì cái security này sẽ được hưởng hết, chứ không phải là phải phân phối lại sang cho các cái class, các cái trends khác ấy. Để cứ có dòng tiền gốc và lãi sinh ra từ đống cho vay mua nhà này thì sẽ pass hết sang cho cái pass through security này. Nói cách khác nhá, thì quay lại cái bài số 17 buổi trước mình học ấy, cái bài về có một cái sơ đồ về một công ty họ cho vay xong họ chứng khoán hóa ấy. Đây cái sơ đồ này này. Đấy, thì cái sản phẩm này nó chính là một cái pass through security. Đấy, nó chỉ có một trend duy nhất thôi, chỉ phát hành ra một loại ABS duy nhất thôi ấy, chứ không chia ra làm các cái class của các cái trends nhỏ hơn. Đấy. Còn ở cái bài mình đang học ấy thì nó cũng giống như cái này, nhưng mà nó cụ thể hơn ở chỗ ấy, đó là nó là MBS, có nghĩa là cái tài sản bảo đảm nó phải là mortgage ấy, chứ nó không phải là cho vay mua ô tô hay là cái gì khác linh tinh. Đấy, mình quan tâm tới những cái gọi là mortgage thôi. Đấy. Thì quay lại thì để cứ hiểu đơn giản, đó là những cái mortgage pass through ấy, nó là một cấu trúc đơn giản nhất, không hề chia nhánh ra, không có nhiều class. Tài sản bảo đảm sinh ra bao nhiêu tiền thì sẽ trả cho cái thằng mua cái pass through security này. Thế thôi. Thế thì cái chữ pass through nó thể hiện lên cái ý nghĩa của sản phẩm này rồi. Thế nó pass qua một cái trung gian là cái chứng khoán này thôi, chứ nó không cơ cấu lại rủi ro hay nó sẽ làm cái gì đấy phức tạp cả. Chỉ cái này thôi. Thế nhá, thì các ý tiếp theo này. Cái dòng tiền của cái pass through security nó sẽ đương nhiên là sẽ phụ thuộc vào cái dòng tiền của cái đống mortgage, là cái đống cho vay mua nhà dùng làm tài sản bảo đảm. Đấy, và cái đống cho vay để mua nhà ấy, thì cái dòng tiền nó gồm cái gì? Nó sẽ gồm trả nợ gốc principal này, trả lãi interest này, và cả prepayment nữa. Thì để khi mà vay mua nhà thì thường là cái thằng đi vay nó sẽ được có cái quyền prepay trả trước lịch. Thì ba cái nguồn tiền này nhá, principal này, interest và prepayment, thì nó sẽ được pass sang cho bên investor. Pass sang thì như là cái mình vẽ trên màn hình, đúng không? Đấy, cái cash flow nó gồm ba thứ ấy, ba cái principal, interest và prepayment là pass sang cho cái bọn investor. Đấy, chứ không hề chia ra nhiều nhánh, không hề là phải phân phối lại dòng tiền hay rủi ro gì cả. Ý thứ ba, cái ý này thì cũng là một ý mình từng nói, thì giờ nhắc lại này. Cái coupon của cái pass-through security, họ gọi là cái pass-through rate. Thì cái pass-through rate này thường nó sẽ phải thấp hơn là cái lãi suất trung bình của cái đống tài sản bảo đảm. Thế là phải tranh ra một phần. Thì cái phần này nó là một phần để trả cho cái chi phí quản lý cho cái mô hình này. Và nhớ có thể nó sẽ tranh ra thêm một khoản nữa, gọi là excess spread, đúng không? Mọi người nhớ là ở bài trước có một cái gọi là excess spread, là cái phần credit enhancement ấy. Đây, quay lại bài trước nhá. Bài đằng trước. Đấy, cái phần hai la mã bài trước ấy. Excess spread là cái phần chênh lệch giữa coupon của đống tài sản bảo đảm và coupon của cái ABS. Đấy, thì
ý của mình ở đây ý, đó là ở cái phần pass through này, thì cái coupon của đống tài sản bảo đảm nó sẽ cao hơn là của cái pass through security, một lượng là cái chi phí quản lý, nhưng mà ngoài ra nó cũng có thể cao hơn một cái lượng nữa là cái phần excess spread mà được nói tới ở buổi trước, ở cái phần bài học trước. Ý thứ tư nhá, đối với mỗi một cái pass through security thì để mà đơn giản hóa cái việc phân tích và miêu tả sản phẩm như vậy thì họ sẽ tính ra những cái chỉ số trung bình như sau này. Weighted average coupon rate thì là cái coupon trung bình của những cái khoản loan ở trong danh mục tài sản bảo đảm. Còn weighted average maturity thì là cái kỳ hạn trung bình của những cái khoản loan ở trong danh mục tài sản bảo đảm. Đấy, tại vì cái danh mục tài sản bảo đảm là những khoản mortgage loan đúng không? Nó rất là đa dạng, kỳ hạn khác nhau, coupon khác nhau, lãi suất khác nhau. Đấy nên để mà miêu tả chung ấy, gọi là summarize lại, thì họ sẽ tính ra những cái average để cho nó dễ hiểu hơn. Đấy, thì phần số 2 như vậy thôi nhá. Đấy, cái sản phẩm này không có gì khó đâu. Nó là pass through như vậy thôi. Bước sang cái số 3 này, CMO. Đấy, cái CMO này nó cũng là một cái agency RMBS, nhưng mà nó phức tạp hơn cái pass through ở phía trên. Cụ thể như sau nhá, rồi mình sẽ nói cái định nghĩa, xong mình lại vẽ ra một cái hình, một cái sơ đồ để mọi người thấy là phức tạp hơn ở đâu này. Định nghĩa nhá, CMO ấy, collateralized mortgage obligation ấy, nó sẽ được tạo ra ấy bằng cách là phân phối những cái dòng tiền của một cái pass through security ra làm nhiều class khác nhau hoặc là nhiều change khác nhau. Và một cái đặc điểm quan trọng của CMO ấy, đó là khi mà phân ra các cái change như này này, đấy, thì họ thì hoặc là có thể sử dụng credit changing hoặc là dùng time changing. Đấy, nhưng mà thường ấy thì khi mà nhắc tới CMO ấy thì họ sẽ hay sử dụng cái cơ chế đó là time changing. Đây là hai cái nó hay đi kèm với nhau ấy. Bây giờ mình sẽ vẽ ra nhá, vẽ một sơ đồ này. Có phải là như ở trên màn hình ở đây, cái hình lúc nãy mình vẽ đây, thì là cho một cái pass through security cơ bản mà không hề chia ra các class hoặc là các cái change với rủi ro khác nhau ấy. Đấy, thế giờ thì nếu mà là CMO sẽ như sau nhá. CMO ấy thì bây giờ mình sẽ phải tách ra làm nhiều cái change bé hơn đúng không? Đấy, thì lại là ví dụ ba cái này đi. Và cái việc phân ra các làm các cái nhánh như này thì sẽ dùng hình thức gọi là time changing, có thể là kết hợp cả credit changing nữa nhá. Tức là cái time changing và credit changing nó không phải là nó không thể tồn tại được song song ấy. Đấy, một sản phẩm có thể vừa dùng time changing vừa dùng credit changing được. Tức là những cái class, những cái change ABC ấy, nó sẽ có những cái rủi ro về credit và prepayment khác nhau để mình có thể mix vào với nhau được ấy. Mình thực hiện cả hai cái cấu trúc song song với nhau được. Đấy, nhưng mà ở đây thì ý mình là cái quan trọng hơn nó sẽ là time changing, còn có thể nó sẽ đi kèm với cả credit changing nữa nhá, thì cái đấy thì tùy. Đấy, thì credit changing là gì thì mọi người biết rồi, đã nói đến rồi thì mình không muốn nhắc lại nữa. Nên phần này thì có thể là cái CMO này nó vừa dùng credit vừa dùng time changing, nhưng mình sẽ chỉ tập trung mình nói về time changing thôi, còn cái phần credit thì không nhắc lại nữa nhá. Phần time changing thì em thấy là nó được nêu ra ở cái bài MBS, thì nếu mà xét về cái non-mortgage ABS thì nó có cái time changing không? Hay là nó chỉ có ở trong phần MBS? Cái đấy nó, em thấy nó ở đâu cơ? Ở bài đằng trước á? Không, ý là nó chỉ ở bài 19 thôi thì... Ừ, nó chỉ ở bài 19 thôi. Thì cái bài 18 là nó sẽ không có cái time. Nó không có cái đấy. Rồi thì bây giờ time changing thì cho đến hiện tại thì mọi người biết được là mình bảo là nó là phân phối lại prepayment risk, nhưng mà phân phối theo kiểu gì thì chưa biết đúng không? Ý là mấy cái change ABC này nó khác nhau ở đâu ấy,
Tại vì nếu mà là credit tranching thì dễ hiểu hơn ấy. Tranche nào cao hơn thì chất lượng tín dụng cao hơn, ưu tiên được thanh toán trước. Tranche nào thấp hơn thì rủi ro cao hơn, phải chịu cái khoản lỗ tín dụng trước đúng không? Cái đấy thì dễ hiểu. Nhưng cái phần time này thì nó nghe có vẻ mơ hồ hơn. Thì ở đây nhá, như sau này. Nó có nhiều kiểu time tranching khác nhau. Thì cái kiểu quan trọng nhất ấy, mà cần phải biết ấy, nó là một cái nó gọi là sequential pay. Ngoài cái sequential pay này ra ấy, nó còn nhiều kiểu cấu trúc khác. Là cái ý cuối cùng của cái trang hiện tại ấy, Z changes này, principal only này, interest only, gì gì đó đằng sau ấy. Thì cái ý đằng sau nó không quan trọng bằng đấy. Cái quan trọng nhất ở phần này là sequential pay. Theo như mình thấy là thế nhá, thế là trong sách nó không nói như vậy. Nó không bảo là cái gì quan trọng hơn cái gì. Nhưng mình thấy là trước giờ cái phần sequential pay thì họ nhắc tới nhiều hơn, xong họ nói dài hơn, mình nghĩ là dễ bị hỏi hơn. Đấy, nên mọi người tập trung vào cái phần sequential pay hơn này. Sequential pay tức là sao? Tức là như sao ấy, như tên gọi của nó nhá, sequential pay tức là giờ ấy, nếu như mà cái đống tài sản bảo đảm là cái đống residential mortgages này này mà nó sinh ra principal, nếu mà sinh ra principal nhá thì cứ sinh ra principal ấy là phải trả hết cho thằng A. Kể cả là cái đống principal này mà nó là trả sớm nhá. Tức là giả dụ ấy là cái bọn borrower, cái bọn đi vay tiền mua nhà, nó thấy lãi suất thấp, nó trả sớm hơn so với lịch, thì cái khoản tiền trả sớm đó ấy là trả hết cho thằng A, chứ không đợi đến khi mà đúng lịch của thằng A mới trả. Cứ có principal là phải đưa thằng A đấy, cho đến khi nào mà thằng A nó không còn nữa, đúng không? Tại vì là đến một lúc nào đó ấy, thì cái lượng principal mà sinh ra từ cái đống tài sản bảo đảm nó thanh toán thằng A ấy, thằng A nó hết sạch nợ gốc rồi, thì cái thằng A nó biến mất, đúng không? Thằng A nó biến mất ấy, thì những tiếp theo sẽ lượt thằng B. Toàn bộ principal sẽ phải trả thằng B, thằng B nhận hết. Sau khi là thằng B được thanh toán hết sạch rồi thì mới đến thằng C được nhận principal. Cái này có nghĩa là sao? Có nghĩa nhá là bây giờ là nó là sequential, cái thứ tự luôn. Thằng A phải được thanh toán hết sạch nợ gốc, hết toàn bộ nợ gốc ấy, chứ không phải là hết theo kiểu là hết theo lịch nhá. Đấy, việc không phải theo lịch nữa, mà là phải trả hết 100% của nợ gốc cho thằng A. Thằng A không còn tính gì nữa ấy, thì mới đến lượt thằng B mới được nhận cái khoản nợ gốc của nó. Còn trước khi thằng A được trả xong ấy, chừng nào mà vẫn còn tồn tại thằng A nhá, thì thằng B ấy, cái principal của thằng B nó vẫn như ban đầu, nó vẫn là 100% cái khoản nợ gốc ban đầu ấy, nó chưa được trả một tí gì cả. Chỉ khi hết thằng A rồi thì mới đến lượt thằng B, hết thằng B rồi mới đến thằng C. Đấy, thì gọi là sequential pay. Thế mà hiểu được như thế thì không có gì khó. Nhưng mà cái quan trọng ở đấy đó là với cấu trúc như vậy thì ba cái change ABC này rủi ro khác gì nhau. Thì đây, cái này là cái quan trọng mà cần phải nhớ này. Cái change A ấy có đặc điểm nhá. Có phải thằng A ấy là cứ có principal là phải dồn hết thằng A, đúng không? Có nghĩa là thằng A này thì cái contraction risk nó sẽ cao. Tại vì là cứ trả trước là phải là thằng A. Phải thằng A phải gánh hết tất cả các phần trả trước cho cả thằng B, thằng C. Nên contraction risk thằng A rất lớn, lớn thằng B và thằng C. Nhưng mà ngược lại thì cái extension risk của thằng A lại thấp hơn. Tại vì extension risk là cái rủi ro mà nó dài hạn ra hơn dự kiến. Thì bây giờ mà cứ có trả thì trả hết thằng A rồi, thì đương nhiên là cái thằng A so với thằng B và thằng C thì cái rủi ro mà bị extend nó phải thấp hơn ấy. Thế ngược lại thì người thấy khá là dễ hiểu đúng không? Thằng C thì phải ngược lại thằng A. Thằng C thì cái contraction risk sẽ thấp nhất, tại vì thằng C là thằng sau cùng được nhận principal. Nhưng mà ngược lại, bởi vì là sau cùng nên là cái extension risk của thằng C sẽ lớn nhất. Còn cái thằng B ấy, cái thằng ở giữa ấy, thì có thể coi là nó sẽ lie giữa hai thằng kia ấy. Có nghĩa là cái extension và contraction risk của thằng B nó sẽ nằm ở cái mức độ trung bình giữa hai thằng A và B. Thế cái phần này thì cái logic đằng sau thế là nó khá là dễ hiểu. Đấy, cứ cái nào mà trả càng sớm thì nó càng dễ ngắn lại thôi, contraction.
Thì ý ở đây nhá, thì trong cái phần lý thuyết, trong cái quyển mình phát cho mọi người ấy, cũng có một câu đúng không? Đây này, mình có ghi này. Những cái gọi là shorter term change thì sẽ có extension risk thấp hơn. Còn longer term change thì sẽ có contraction risk thấp hơn ấy. Thì đây là một cái mà mình thấy là họ cũng trước giờ họ cũng thỉnh thoảng hỏi vào, đã từng thấy câu hỏi. Bước sang cái ý cuối cùng của phần 3 nhỏ này nhá, đó là một số cấu trúc time changing khác mà không phải là x là sequential pay. Thì phần này thì trước khi mà nói qua ấy, thì mình cũng bảo mọi người luôn là phần này mọi người nên về đọc thêm trong sách. Thì trong sách thì họ nói kỹ hơn. Để kỹ hơn thì mình nghĩ là chắc là không quan trọng lắm. Đi thi nó không hỏi một cái đấy. Đấy, chỉ là họ giới thiệu để mình biết qua thôi. Thế nên nếu mà có thời gian thì mình khuyên mọi người nên về đọc kỹ hơn. Còn giờ ở trên lớp ấy, thì mình sẽ chỉ tóm tắt miêu tả qua qua thôi để mọi người biết nó là cái gì thôi. Thì giờ ấy, thì họ bảo như sau này. Các cái cơ chế mà tách ra làm những cái class và những cái change thì có một số những cái thứ như sau nhá. Một cái đó gọi là Z changes. Theo bản đặc điểm của cái Z changes này ấy, đấy là đây là một cái change ấy, mà sẽ có một giai đoạn đầu tiên là nó không trả lãi. Ví dụ nửa năm, một năm đầu tiên là không trả lãi. Nhưng mà từ đó trở về sau thì mới bắt đầu là trả cả gốc lẫn lãi. Cái còn lý do tại sao họ làm vậy, xong họ cơ cấu kiểu gì thì nó cũng phức tạp. Trong sách nó cũng có nói thêm một vài câu miêu tả chung chung ấy. Đấy, có thể mọi người về mà đọc thêm. Tiếp theo nhá, là hai cái gọi là principal only với cả interest only. Thì hai cái này như tên gọi của nó ấy. Cái principal only là một cái change mà nó sẽ chỉ trả cái phần principal của cái đống tài sản bảo đảm thôi. Còn phần interest nó không trả. Ngược lại thì cái interest only nó sẽ chỉ gồm cái phần lãi mà sinh ra từ đống tài sản bảo đảm thôi. Nó không có tí gì là principal cả. Để có thể hiểu, mới thể hiểu là cái principal only và cái interest only nó tách ra, nó tách ra từ một cái chain store hơn đúng không? Đấy, bình thường là một cái chain store là nó sẽ là gồm cả gốc lẫn lãi. Thì họ tách nhỏ ra làm hai cái class, hai cái nhánh nhỏ hơn, một cái chỉ có nợ gốc thôi, một cái chỉ có lãi thôi. Đấy, xong một cái nữa nó gọi là floating rate change, thì đây là những cái change mà cái lãi suất nó là floating thay vì là cố định. Residual change là những cái change mà nó sẽ là nhận được cái phần còn lại sau khi tất cả những cái change phía trên đã được nhận tiền rồi. Thì cái residual change nó sẽ gần giống cái equity change ở cái phần CDO mình học bài trước ấy. Đấy, là cái phần cái thằng còn lại. Còn lại nhiều hay ít thì thuộc về cái thằng này. Đấy. Xong một cái cuối cùng là park và support. Thì cái park và support này thì các năm trước đây họ có nói kỹ hơn, họ có hỏi vào. Năm nay thì họ không nói đến mấy, nhưng mình nghĩ là có thể là họ vẫn hỏi kỹ giống như là phần sequential pay. Nên là cái phần park và support này mình sẽ nói kỹ hơn một xíu nhá. Mình sẽ không nói quá kỹ đâu, nhưng mà chỉ cần hiểu như sau này. Park và support ấy là như sau. Đó là ấy, giờ ấy, cái mô hình đơn giản nhất cái này ấy, nó sẽ là nó chỉ có hai cái change thôi. Một cái nó gọi là park, một cái nó gọi là support. Cái từ PAC này nó viết tắt của Planned Amortization Class thì mình không nhớ rõ lắm nhá. Thế nhưng thôi, nó viết tắt cái gì thì không quan trọng. Quan trọng ở đây là như thế này này. Park và support thì cái mà mình nghĩ mọi người nên nhớ ấy, là mọi người nên nhớ là thế thì hai cái change này thì nó là cái gì? Đặc điểm của nó là gì? Thì tóm lại là hai cái change này nó sẽ được cơ cấu theo một cách nào đó nhá. Cái đấy là gì không quan trọng. Nhưng cái kết luận ấy là cái họ sẽ cơ cấu theo một cách nào đó để khiến cho ấy là cái thằng support change này nó sẽ bảo vệ cho thằng park. Và bảo vệ tức là nó sẽ bảo vệ cả extension lẫn contraction này. Tại vì thông thường nhá, nhưng mà người nhìn cái sequential pay mình vẽ hình ở đây này thì nó có một cái trade off đúng không? Trade off ở chỗ ấy là nếu mà contraction risk mà cao thì extension risk nó sẽ thấp, hoặc là ngược lại. Có cái thằng B này thì có thể là coi là nó là một cái là ở giữa giữa thì nó trung hòa đúng không? Đấy, nhưng mà thường sẽ có một cái trade off. Thì sang cái phần park và support ấy thì cái thằng support này nó sẽ được cơ cấu để mà nó sẽ hứng cả cái extension lẫn contraction risk cho cái thằng park này. Tức là ví dụ bây giờ cái thằng park này nhá,
ban đầu ấy, lúc mới phát hành ấy, họ sẽ đưa ra một cái kỳ hạn dự kiến cho cái thằng tác này, ví dụ là 10 năm chẳng hạn. Đấy. Thì nếu như mà cái tốc độ trả sớm hoặc là trả muộn của cái bọn đi vay ấy mà nó không quá là khác biệt so với dự kiến ấy, có nghĩa là có thể là cái bọn đi vay nó trả sớm này, có lúc nó trả sớm, có lúc nó trả muộn, nhưng miễn sao là cái sự trả sớm hoặc trả muộn của cái bọn đi vay ấy nó không quá là có gì bất thường ấy, thì khi đó cái kỳ hạn của cái thằng Park này nó sẽ được đảm bảo ở mốc 10 năm, và cái thằng support nó sẽ phải gánh chịu hết những cái phần còn lại. Tức là nếu mà trả sớm thì thằng support cũng phải chịu, mà trả muộn thì thằng support cũng phải chịu. Đấy, thì đấy là cái vai trò thằng support. Nhưng mà thằng support nó sẽ không bảo vệ được 100% đâu, tại vì nếu như mà cái việc mà trả trước hoặc trả sau của bọn đi vay mà nó quá là extreme ấy, nó trả quá sớm hoặc nó trả quá muộn ngoài một cái band nhất định ấy, thì khi đó cái support này nó sẽ không thể gánh được 100% rủi ro cho thằng Park nữa. Đấy, và khi đấy cái thằng Park này nó vẫn sẽ phải bị ảnh hưởng ít nhiều. Tức là kỳ hạn của nó sau này có thể sẽ vẫn lớn hơn 10 hoặc là nhỏ hơn 10 một chút ấy, để cho không được bảo vệ hoàn toàn. Đấy, tóm tắt lại nhá, thì cũng không cần là phải phức tạp hóa một thứ đâu. Cứ nhớ cho mình đó là cái Park và support, thì cái support nó sẽ được thiết kế để nó chịu cả hai loại rủi ro liền, là contraction và extension. Đấy, thì bù lại thì sao? Bù lại cái thằng support này rõ ràng là nó phải rủi ro cao hơn thằng Park, đúng không? Nên là cái expected return, cái yield của cái bọn support này nó phải cao hơn là bọn Park ấy. Thì cũng dễ hiểu ấy. Và cái này áp dụng cho tất cả các sản phẩm mà mình học từ đầu đến giờ nhá. Cái gì rủi ro càng cao thì đương nhiên là cái yield của nó phải càng lớn. Đấy, thì người ta mới đầu tư vào ấy, đúng không? Chứ nếu mà giá ngang nhau, yield ngang nhau thì đương nhiên là người ta sẽ chọn thứ an toàn hơn, đúng không? Thế thôi. Thế thì có gì người có thể về đọc lại thêm trong sách một chút đi. Trên lớp người hiểu qua qua thế thôi là được rồi. Và sang trang tiếp theo nhá. Đây là phần cuối cùng bài này này. CMBS. Thế nhưng cái CMBS thì nó cũng tương đối là phức tạp ấy. Thì bây giờ thử nghĩ lại nhá. Nãy mình có nói CMBS này là những cái loại MBS mà được bảo đảm bằng những cái khoản cho vay bất động sản thương mại. Thì bất động sản thương mại tức là sao? Có nghĩa là những cái thứ như kiểu là đấy, bệnh viện, xong khách sạn, xong văn phòng, nhà kho, nhà chứa, vân vân. Những cái như vậy thì sẽ có những bên họ sẽ muốn là đầu tư vào những cái bất động sản thương mại như vậy, hoặc họ muốn xây dựng này, hoặc là họ muốn phát triển lên để họ đầu tư vào ấy. Đấy, thì họ đầu tư vào thì họ cần vốn, thì họ sẽ phải đi vay. Thì những cái khoản họ vay để họ đầu tư, họ phát triển những cái bất động sản thương mại như vậy thì nó gọi là commercial mortgage loan. Đấy, và những khoản mà cho vay bất động sản thương mại như thế, mình gom nó lại, mình chứng khoán hóa thì nó gọi là CMBS. Rồi nhá, thì với một cái sản phẩm như vậy thì cái phần CMBS này nó khá là ngắn. Đấy, nó ngắn hơn cái phần RMBS khá là nhiều. Họ cũng hỏi, thường là hỏi ít hơn. Đấy, chúng ta sẽ đi qua một lượt này. Ở phần CMBS thì phần 1 nhỏ, cấu trúc của CMBS. Họ bảo là CMBS ấy, thì thường là đi kèm với một cái quyền nó gọi là Call Protection. Thì Call Protection thì lúc nãy mình có nói mọi người ấy, là cái quyền call của một cái callable bond nó gần giống cái quyền prepayment của một cái MBS, đúng không? Cho nên ấy, là cái call protection này có thể hiểu ấy, là nó gần giống với cả một cái nó gọi là prepayment protection ấy. Có nghĩa là sẽ có những cái cơ chế để nó bảo vệ cho nhà đầu tư khỏi cái việc là cái thằng đi vay là nó trả trước lịch. Và họ bảo ấy, là bởi vì là có những cơ chế bảo vệ như này ấy, nên nó khiến cho là CMBS nó sẽ giống với corporate bond hơn là RMBS. Thì ý họ nhớ tức là RMBS ấy, thì nó sẽ gần giống với callable bond, tại vì là nó có cái quyền trả trước giống với quyền call. Còn những cái CMBS ấy, thì nó có cũng có thể là nó có quyền trả trước, nhưng mà bởi vì nó đi kèm với các cơ chế để mà hạn chế cái việc trả trước này nên là những cái CMBS nó sẽ giống cái bond thông thường hơn, giống cái bond mà không có option này, rồi giống một cái straight bond hơn. Đấy, biết giá cho rõ như này. Đấy, thì giờ thì cái call protection hay còn gọi là prepayment protection ấy,
thì nó được tạo ra như thế nào. Thế cái này thì nó hơi phức tạp, nhưng mình nghĩ là nó không quá quan trọng nên là mình nói qua thôi nhé. Thì để mà tích hợp cái Core Protection ấy thì có hai kiểu. Kiểu thứ nhất gọi là Structural Level, tức là sẽ tác động tới cái cấu trúc của cái loại chứng khoán đó này. Kiểu thứ hai là Loan Level. Loan Level có nghĩa là mình sẽ thêm thắt một số điều khoản đi kèm để mà nó giảm thiểu cái tác động của việc code đi. Đấy, thế này thử xem nhá. Structural Level nó là gì? Structural Level ấy thì sẽ thực hiện bằng cách ấy là Sequential Pay. Thì Sequential Pay thì lúc nãy mình học là một cái khái niệm của phần CMO đúng không? Đấy, nhưng mà không phải là chỉ có mỗi CMO là dùng được Sequential Pay ấy. Sequential Pay nó là cái tên gọi chung chung để mà ám chỉ những cái cơ cấu mà các cái change nó sẽ được trả tiền theo thứ tự trước sau thôi. Cái nào trước thì hết cái trước mới cái sau ấy. Đấy, thì họ bảo là như thế này thì cái việc mà chia ra là những cái change theo kiểu Sequential Pay thì họ không giải thích kỹ nhá. Nhưng mà ý của họ ấy là nếu mà chia ra những cái change như thế, những sản phẩm khác nhau như vậy, thì cái bọn investor nó có thể là lựa chọn những cái sản phẩm nào mà có cái rủi ro prepayment hoặc cái rủi ro bị call thấp nhất ấy. Đấy, giống như ở phía trên đúng không? Phía trên thì mình có học về một số những cái cơ cấu time changing này. Đấy, ví dụ cái thằng A ở đây thì contraction thì cao nhất, extension thấp nhất, thằng C thì ngược lại với thằng A ấy. Đấy, thì tóm lại đó là bằng những cơ cấu sequential pay thì họ sẽ có thể tạo ra những cái sản phẩm ABCD khác nhau với cái mức rủi ro trả trước khác nhau. Thế như vậy thì cái bọn investor nào mà nó sợ cái việc là bị trả trước ấy thì nó sẽ chọn những cái sản phẩm mà phù hợp với cả cái nhu cầu của mình. Thì đấy là một nha. Cái thứ hai gọi là loan level. Loan level tức là sẽ thêm thắt một số cái điều khoản vào để mà để hạn chế giảm thiểu cái ảnh hưởng của việc là bọn đi vay nó trả sớm ấy. Thì cái thứ nhất này, prepayment lockout, có nghĩa là sẽ có một cái giai đoạn nhất định trong giai đoạn đấy là không được phép trả trước. Để ví dụ một vài năm đầu tiên là không được phép trả trước, phải trả đúng lịch. Thì đó là một nha. Cái thứ hai thì gọi là prepayment penalty points. Thì cái này thì cứ hiểu chung chung đó là để mà trả trước thì sẽ có một cái khoản phí với khoản tiền phạt ấy. Thì sẽ phải trả thêm một cái khoản tiền nhất định nữa, phụ thuộc vào việc là để cái việc là mình trả trước như thế nào. Đấy. Cái thứ ba là defeasance. Đây, cái này thì nó hơi khó hiểu một xíu. Thì giờ mình sẽ cố gắng đơn giản hóa nhất có thể như sau nhá. Ví dụ bây giờ mình là một cái thằng đi vay. Đấy, thế mình là một thằng đầu tư bất động sản thương mại nhá. Mình đi vay. Đúng không? Mình đi vay này. Và mình có cái quyền trả trước. Rồi. Giờ nếu mình thực hiện cái quyền đó nhá, mình muốn trả sớm hơn lịch ấy, thì mình sẽ phải thỏa mãn một điều kiện là như sau. Giờ nếu mà mình trả trước ấy thì cái phần tiền trả trước ấy, cái phần mà mình trả sớm hơn là so với lịch ấy, mình sẽ phải dùng số tiền đấy. Mình không được phép đưa số tiền đấy cho thằng investor ngay đâu. Mình sẽ dùng cái số tiền trả trước đó ấy, mình sẽ phải tạo ra một cái danh mục trái phiếu chính phủ, government bond. Đấy, và mình sẽ phải cơ cấu cái danh mục đấy như thế nào đó ấy, để mà trong tương lai cái danh mục trái phiếu chính phủ đó nó phải tạo ra những cái dòng tiền, mà những dòng tiền đó nó phải giống hệt như là những cái dòng tiền trả nợ đúng lịch cho bọn investor ấy. Có nghĩa là dưới góc nhìn của thằng investor nhá, là không có gì thay đổi hết đúng không? Tiền, các khoản tiền vẫn trả đúng lịch như bình thường, không hề có gì trả sớm cả. Đây là dưới góc nhìn investor. Còn dưới góc nhìn của mình ấy, là cái thằng đi vay ấy, thì mình muốn trả sớm thì mình được phép trả sớm, nhưng mà cái số tiền mình trả sớm mình phải tạo ra một cái danh mục. Và cái danh mục đấy, cái danh mục trái phiếu chính phủ đó, nó sẽ phải được cơ cấu để mà nó sinh ra đủ tiền, để cái số tiền mà sinh ra là sẽ dùng để trả nợ đúng lịch. Thì đây là một hình thức gọi là bù đắp cho investor thôi. Dưới góc nhìn của investor thì không hề có một cái gì trả sớm xảy ra hết. Còn dưới góc nhìn của mình thì mình được phép trả sớm, nhưng cái chi phí của việc trả sớm là phải tạo ra cái danh mục kia và phải đảm bảo cái danh mục kia nó đủ tiền để mà trả nợ cho mình. Đấy, thì cái đấy thì cũng có thể đọc thêm trong sách nhá. Đấy, vì mình thấy nó không quan trọng lắm ý, nên là những cái định nghĩa như thế mình không ghi ra ở cái phần lý thuyết này. Đấy, thì nếu mà cần thì mình về đọc thêm là được. Ý số 2 này. Ở những cái CMBS ý, thì nó có đặc điểm khá là cần phải nhớ này. Đó là thường ý,
những cái khoản commercial mortgage loan ấy nó là partially amortizing, thường là thế. Để có biết ra nhá, commercial mortgage loans thì nó thường ở dạng là partially amortizing. Mà partially amortizing có nghĩa là ấy, cái khoản tiền trả hàng kỳ nó cũng có gồm cả gốc lẫn lãi, nhưng mà đến khi đáo hạn thì khoản nợ gốc vẫn chưa được trả hết, mà vẫn sẽ có một cục còn lại, đúng không? Vẫn có một phần nợ gốc vẫn còn trả nốt lúc cuối. Thì khoản cái cục còn lại lúc cuối thì mình đã học rồi, đúng không? Nó gọi là balloon payment. Thì họ bảo là đấy, bởi thế nên là những cái CMBS nó có một cái rủi ro nó gọi là balloon risk. Thì balloon risk là cái rủi ro là khi mà đáo hạn ấy, những cái khoản commercial mortgage loan đáo hạn thì cái thằng đi vay nó không trả được cái khoản balloon payment. Tại vì khoản balloon payment này nó khá là lớn. Nó có thể là nó đã bớt đi một phần nợ gốc trả trong quãng đời rồi, nhưng mà cái còn lại nó vẫn là một khoản tương đối lớn ấy. Đấy, thì nếu mà không trả được khoản đấy gọi là balloon risk. Theo bảo ấy là cái balloon risk này lại có một đặc điểm nhá, đó là ấy, cái balloon risk này họ bảo là nó sẽ gần giống với extension risk. Đấy, cái này là một cái mình nghĩ phải nhớ này. Lý do là bởi vì là họ bảo là khi mà cái rủi ro nó xảy ra là cái thằng đi vay nó không trả được cái balloon payment ấy, thì thường là cái bên cho vay họ sẽ chấp nhận hoặc là họ lùi cái lịch thanh toán lại, họ extend kỳ hạn ra ấy. Thế thay vì việc là trả khoản balloon vào ngày hôm nay thì có thể là nửa năm sau trả cũng được, gì gì đó. Đấy, thì nếu mà như vậy thì nó chẳng khác gì cái rủi ro extension, đúng không? Là cái rủi ro mà kỳ hạn nó dài hơn thông thường ấy. Đấy, thì đấy là một cái liên hệ mà trong sách học còn nhấn mạnh đến. Đấy, balloon risk thì nó có thể hiểu là một dạng của extension risk. Sắp phần số 2 nhá. Đây phần số 2 này thì ngắn gọn thôi, nói nhanh này. Rủi ro của việc đầu tư vào CMBS. Một cái rủi ro quan trọng đó là ấy, có những cái CMBS ấy, mà cái danh mục tài sản bảo đảm ấy, nó chỉ gồm một vài cái khoản loan có giá trị rất là lớn. Thì cái rủi ro này là cái rủi ro họ gọi là concentration risk. Tại vì nhá, so với cái việc ấy, là một cái danh mục tài sản bảo đảm nó có nhiều khoản loan khác nhau ấy, nó đa dạng hóa ấy, thì nếu mà một khoản loan này mà nó default thì các khoản loan khác nó vẫn gánh được, đúng không? Còn giờ nếu như mà cái danh mục tài sản bảo đảm nó chỉ có 2-3 khoản loan rất là lớn, và một trong những khoản loan đấy mà nó default chẳng hạn, thì coi như là cái giá trị của tài sản bảo đảm nó sẽ tụt đi rất là nhiều và rủi ro nó rất là cao. Đấy, thì cái rủi ro gọi là concentration risk, tức là phần lớn là nó sẽ coi như là tài sản bảo đảm nó chỉ phân phối, nó tập trung vào một vài thằng borrower thôi. Đấy, thì nên đa dạng hóa để mà giảm rủi ro đi. Sau bảo là đấy, khi mà phân tích những cái CMBS ấy, thì cũng cần là phải phân tích từng cái individual loan, tức là trong một danh mục tài sản bảo đảm thì những cái khoản loan đấy nó như thế nào, tại vì có thể nó sẽ rất là khác nhau ấy, chứ nó không giống nhau. Và cũng sẽ phải phân tích về cái thằng owner, là cái bọn đấy, cái bọn đi vay, cái bọn mà sở hữu những cái bất động sản thương mại đó nữa ấy. Thì họ nói chung chung thế thôi nhá, cũng không có gì phải lưu ý lắm đâu. Ý là tại những cái này thì giá trị nó rất là lớn ấy. Đấy, commercial đúng không? So với residential thì cái giá trị rất là to. Nên cũng cần là phải phân tích kỹ về từng khoản vay một ấy. Đấy, ví dụ residential mortgage chẳng hạn, là cho vay cá nhân để mua nhà chẳng hạn, thì giá trị nó nhỏ hơn. Số lượng những khoản vay như thế dù tài sản bảo đảm nó thường là lớn ấy. Thì họ rất là khó để họ có thể phân tích từng tháng một, đúng không? Đấy, thường họ sẽ phân tích chung chung thôi. Đấy, tại vì số lượng nó lớn, số lượng các khoản vay mua nhà cá nhân nó lớn ý. Đấy, còn nếu mà những khoản commercial này thì cái số lượng các khoản vay trong danh mục tài sản bảo đảm thường nó bé, nên là mình có thể là phân tích từng cái một. Cái ý thứ hai đó là cái phần CMBS nó cũng có hai chỉ số để phân tích chất lượng tín dụng. Một cái là loan to value cũng học rồi này. Đấy, cái này thì một lần nữa y hệt như lúc nãy, nó là bằng cái giá trị của khoản vay chia cho giá trị của cái bất động sản đó. Đấy, và cái loan to value này mà càng cao thì là càng rủi ro. Viết ra nhá, higher loan to value thì
higher credit risk. Rồi này, biết rồi này. Cái thứ hai là một chỉ số nó gọi là debt service coverage ratio. Thì đây là một cái chỉ số mà nó khá đặc thù cho bất động sản ấy. Thì cái này thì mình sẽ được học kỹ hơn ở level 2. Level 1 thì không cần biết đâu. Chỉ cần biết qua qua ấy là cái DSC ratio này nó được tính nhá là bằng cái net operating income chia cho debt service. Phải biết ra này, cái DSC này là bằng NOI này chia cho debt service. Thì cái NOI là gì? Thì ở level 2 thì có học đấy. Nhưng mà giờ mình sẽ nói qua qua nhá. Cái NOI này nó sẽ được tính dựa trên cái nguồn thu nhập hàng tháng của cái bất động sản thương mại đó ấy. Thì bình thường bất động sản thương mại là dùng để cho thuê, nên sẽ có một khoản tiền gọi là cái tiền rent, tiền cho thuê ấy. Thì cái tử số này này, nó là cái nguồn thu nhập sinh ra từ cái bất động sản đó. Ví dụ kiểu mình đi vay để mình đầu tư vào một cái văn phòng đúng không? Một cái tòa nhà cho thuê văn phòng, thì hàng tháng mình sẽ nhận được cái tiền mà cái bọn văn phòng đấy nó trả cho mình. Thì cái khoản tiền thuê hàng tháng đó sẽ dùng để tính cái NOI này, Net Operating Income, cái thu nhập hàng tháng, hàng kỳ từ cái bất động sản thương mại. Còn cái mẫu số ấy là debt service ấy. Debt service thì nó là tổng cái số tiền mình phải trả nợ hàng tháng, bao gồm là cả gốc lẫn lãi. Đấy, thì biết cái phân số này nhá, rất là dễ hiểu đúng không? Nó gần giống với cả cái DTI lúc nãy mình học cho cái phần individual ấy, cái phần mà cá nhân ấy, đi vay mua nhà ấy. Debt to income thì tử số là tiền trả nợ hàng tháng, mẫu số là thu nhập cá nhân trước thuế hàng tháng gì đó ấy. Thì cái DSC này nó ngược lại thôi, tức là bây giờ thu nhập lại ở tử, còn tiền trả nợ lại ở mẫu. Đấy. Thế cái DSC này mà nó cao thì tốt hay thấp thì tốt, có phải là nó càng cao càng tốt đúng không? Cao thì có nhiều tiền để trả hơn ý. Nên suy ra nhớ là cái DSC này thì càng thấp thì rủi ro càng cao. Đấy. Thì phần này mình chỉ cần biết như thế thôi là đủ. Thế mình xong bài này nhá.